Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 65. Một ngày trước đại hội võ đạo, Chiến Phi với tư cách là người khởi xướng đại hội võ đạo do Long Môn và Hồng Bang đẩy ra, đã triệu tập một hội nghị. Địa điểm hội nghị nằm ở trong võ quán Chiến Thiên, đạo quán có khí chất võ học nồng đậm. Chiến Phi khoanh chân ngồi ngay ngắn ở ghế giữa, ngồi ở ghế thứ hai là Trần Hùng Phi và Mạnh Huyền Thông hai người trẻ tuổi. Tiếp theo là một đám cao thủ phóng tầm mắt về phía nam ít nhiều có thể gọi ra danh hiệu, Khoái Đao Vương Nhiếp Thanh Sơn trước đó từng đối mặt với Tề Đẳng Nhàn rõ ràng cũng nằm trong danh sách. Chiến Phi ho khan một tiếng, nói, nhận được sự nâng đỡ của Hồng Bang Hương Sơn và Long Mông ở Hương Sơn, đề cử Lão Phu làm người khởi xướng đại hội võ đạo. Trận đại hội võ đạo này có mục đích rõ ràng, ý đồ đơn giản, chính là để mọi người trao đổi với nhau, thúc đẩy sự tiến bộ, đồng thời, đạt được mục tiêu thống nhất là giết tên phản quốc tặc Tề Đẳng Nhàn. Mạnh Huyền Thông và Trần Hùng Phi ở một bên không khỏi khẽ gật đầu. Long Môn ở Hương Sơn lúc này phải phân rõ giới hạn với Tổng bộ Long Môn, cho nên mới liên hợp với Hồng Bang Hương Sơn đề cử Chiến Phi, làm ra một đại hội võ đạo như vậy. Phía Tổng bộ Long Môn, những người ủng hộ Tề Đẳng Nhàn, sau khi nháo ra sự kiện phản quốc, bọn họ vẫn chưa bị cao thủ truy đuổi. Đồng thời, sau khi Tề Đẳng Nhàn đến nước Mỹ rồi liên tục giết mấy nhân vật trọng yếu của gia tộc Thượng Quan, Hồng Bang đã tức giận, Long Môn cũng sẽ phải theo đó mà đánh một trận. Đại hội võ đạo này nếu có thể tổ chức thành công, hơn nữa còn tạo thành phiền toái gì đó cho Tề Đẳng Nhàn, vậy tất nhiên là có thể tổn hại rất nhiều đến uy vọng của Tổng bộ Long Môn, sẽ khiến Lý Hà Đồ Lâm vào thế cực kỳ bị động. Bên trong Long Môn bây giờ vốn đã xen lẫn quá nhiều nhân tố không xác định. Chuyện này mà náo loạn lên, mọi người cảm thấy sẽ vô lực, chỉ sợ sẽ nhao nhao gia nhập vào thế lực đối địch. Chư vị đồng liêu, tất cả mọi người đều là người tập võ, đều hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ chính nghĩa là chức trách của chúng ta. Tề Đẳng Nhàn, ỷ vào vũ lực của bản thân cao cường, làm sằng làm bậy, đối nghịch với quốc gia. Thậm chí, còn ra tay đánh chết chiến tướng Tạ Cuồng Long, có thể nói là tội không thể tha. Ngày mai trên đại hội võ đạo, chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ có hỗn loạn gì đó, đến lúc đó, Chiến Mỗ còn phải dựa vào sự giúp đỡ của chư vị đồng liêu. Chiến Phi đứng dậy, hướng về phía mọi người ôm quyền hành lễ, nói rất đường hoàng, giọng điệu càng lộ ra vẻ khách khí. Tất cả mọi người đều nhao nhao chắp tay đáp lễ, Nhiếp Thanh Sơn cũng nói, thái cực của Chiến Sư Phụ sớm đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, chim vào trong lòng bàn tay mà không bay mất, chúng tôi bội phục vô cùng. Chiến Sư Phụ có thành ý mời chúng tôi cùng nhau giết chết quốc tặc như thế, thật sự là làm cho chúng tôi hưng phấn vô cùng, có thể cùng cao thủ như Chiến Sư Phụ đọ sức, được chỉ điểm, còn cùng nhau giết chết quốc tặc, giúp đỡ chính nghĩa, còn cầu gì nữa. Những anh hùng ở đây, đều không khỏi gật đầu, nhao nhao khen ngợi Chiến Phi. Danh tiếng đệ nhất cao thủ Hương Sơn của Chiến Phi dù sao cũng không phải là chém gió, người này luyện tâm thuật đến mức lô hỏa thuần thanh. Nhưng quyền thuật cũng không kém chút nào, dã tâm bừng bừng, rồi lại thận trọng từng bước. Tốt, Chiến Mỗ sẽ thừa dịp đại hội võ đạo lần này mà thành lập liên minh võ đạo phương Nam, các vị gia nhập liên minh, mặc kệ có đồng ý ủng hộ Chiến Mỗ hay không, Chiến Mỗ đều nguyện ý lấy ra những gì bản thân học được, dốc hết lòng để truyền dạy. Chiến Phi cao giọng nói. Chiến Sư Phụ hào phóng, rất có khí chất của tông sư. Chiến Sư Phụ là biển nhận trăm sông, chúng ta không thể bằng được. Nếu tạo thành liên minh võ đạo, người minh chủ này, không phải là Chiến Sư Phụ thì còn ai khác nữa. Chúng ta thì có tài đức gì, mà dám cùng Chiến Sư Phụ cạnh tranh cao thấp. Những anh hùng nghe được lời này của Chiến Phi, không khỏi lớn tiếng khen ngợi, sau đó nhao nhao bội phục khí chất của Chiến Phi, đồng thời lại khẳng định thực lực của ông ta. Mạnh Huyền Thông quay đầu cười nói với Trần Hùng Phi, đề cử Chiến Sư Phụ lên đó, quả thật là sự lựa chọn sáng suốt nhất, ông ta đã vững vàng ngồi trên ngai đệ nhất cao thủ Hương Sơn nhiều năm rồi, danh vọng vô song, sau khi trải qua việc này, sợ là lại tiến đến một tầm cao cao hơn. Trần Hùng Phi cũng hơi gật đầu, nói chẳng qua, Chiến Sư Phụ cũng từng nói với tôi, cái gã mập mạp tên Lý Bán Nhàn kia rất lợi hại. Hắn và nghịch đồ của Tề Tặc là Dương Quan Quan rất thân thiết. Sợ là sẽ thừa dịp đại hội võ đạo lần này khai mạc mà tới quấy rối. Mạnh Huyền Thông nói, ở đây nhiều cao thủ như vậy, mỗi người một quyền là có thể đánh hắn thành thịt nát luôn rồi. Lần trước cũng chính là nhờ sự may mắn của hắn,
cảnh sát trưởng Hót tới kịp thời, nếu không, đã sớm chết dưới đao của Nhiếp sư phụ rồi. Trần Hùng Phi nói, bạn bè, đồ đệ của Tề Tặc chỉ cần dám đến, vậy chúng ta sẽ cho bọn họ một bài học sâu sắc. Đại hội lần này, là do hai vị thiếu chủ ra mặt. Mạnh Huyền Thông và Trần Hùng Phi, ở Hương Sơn này danh vọng mỗi ngày đều tăng cao, hầu như đã đến tuổi kế nhiệm phụ thân mình. Hai vị nhân vật của thế hệ trước không ra mặt nhiều nữa, chính là muốn cho bọn họ cơ hội này, để cho bọn họ sau này dễ kế nhiệm hơn. Tề Tặc, là kẻ phản quốc, còn là tên khủng bố không cho nền văn minh nhân loại một chỗ dung thân. Chúng ta đã là người tập võ, vậy thì phải có chức trách hành hiệp trượng nghĩa. Chư vị, đợi khi đại hội chấm dứt, chúng ta lấy máu ăn thề, thề sẽ giết chết quốc tặc. Chiến Phi bỗng nhiên vung tay hô to, thanh âm như chuông rồng, có cảm giác điếc cả tai. Mọi người chỉ cảm thấy màng nhĩ ong ong rung động, trong lòng âm thầm khiếp sợ Chiến Phi có công lực tuyệt đỉnh, cũng theo đó mà vỗ tay hô to, nhao nhao tuyên thệ muốn giết chết quốc tặc Tề Đảng Nhàn. Chiến Phi thấy lực hiệu triệu của mình mạnh mẽ như thế, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười, lần đại hội này, triệu tập nhiều cao thủ như vậy đến, Tề Đảng Nhàn có hại hơn nữa, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Ông ta và Tề Đảng Nhàn không thù không oán, nhưng điều này cũng không ngăn cản việc ông ta mượn thanh danh người này để lên ngai, trở thành người đại diện của võ lâm phương Nam. Đợi đến khi hội nghị kết thúc, những anh hùng đó tản đi, Trần Hùng Phi và Mạnh Huyền Thông lại ở lại. Chiến sư phụ, cái gã mập mạp tên Lý Bán Nhàn kia vô cùng kiêu ngạo, phải mau chóng cho hắn biến mất. Mạnh Huyền Thông ngón tay như đao, nhẹ nhàng vung lên, lạnh lùng nói. Lý Bán Nhàn này công lực cao siêu, không phải người dễ đối phó. Chẳng qua, nếu hắn muốn đến võ đạo đại hội tìm chết, vậy tôi đương nhiên sẽ thành toàn cho hắn. Hơn nữa, một khi liên minh thành lập, tôi chính là minh chủ. Đến lúc đó, tôi sẽ trực tiếp kêu gọi các cao thủ vây quét hắn, cho dù hắn có chắp cánh cũng khó bay. Chiến Phi không khỏi mỉm cười nói. Trần Hùng Phi kinh ngạc nói, chiến sư phụ không tự mình ra tay sao? Chiến Phi lắc đầu, nói, loại chuyện không nắm chắc này vì sao cần phải tự mình ra tay? Gần đây tôi đang nghiên cứu quyền pháp của phái Phong Cẩu, mặc dù có chút bẩn, nhưng lại rất thực tế. Tôi gọi nó là Sơn Chi Thạch, có thể công ngọc. Trước khi luận võ, trực tiếp dùng xe ben đâm chết người cũng được. Có thể để cho cao thủ liên minh của mình vây công hắn, tại sao tôi lại phải mạo hiểm để tự mình ra tay? Huống chi, quyền pháp của phái Phong Cẩu vốn là lấy tổn thất tội phạm làm mục tiêu. Tề Tặc là khủng bố quốc tế, dùng quyền lý của thử phái để đối phó với hắn, là thích hợp nhất. Chiến Phi không muốn giao thủ với Lý Bán Nhàn, chuẩn bị lợi dụng quyền lực để vây công hắn. Lại có thể nói đến đường hoàng như vậy, nghĩa chính từ nghiêm, có thể thấy được thuật ngữ cao minh, giang hồ lão luyện. Ngay cả Mạnh Huyền Thông và Trần Hùng Phi nghe xong, cũng không khỏi cảm thấy lời này. Vậy mà lại rất có đạo lý. Chiến Phi và hai vị thiếu chủ Trần Hùng Phi và Mạnh Huyền Thông sau một thời gian ngắn trao đổi, đã rời khỏi Chiến Thiên Võ Quán, đi tới hội trường võ đạo đại hội. Đây là một sân vận động lớn và nhân viên đang bận rộn. Chiến Phi nhìn hiện trường đã bố trí thỏa đáng, không khỏi liên tục gật đầu hài lòng. Rất tốt, Triệu Huyền Hoàng người này quả nhiên có trí tuệ xuất chúng, tùy tiện cho tôi một ý tưởng, đã có thể để cho tôi làm một lần là được luôn, trở thành người đứng đầu của võ lâm phương Nam. Tuyệt vời! Chiến Phi đắc ý, cất tiếng cười to. Ông cười cái mẹ con chim gì đấy? Đúng lúc này, một âm thanh trêu tức từ phía sau truyền đến. Đại khái là... Chiến Phi trước giờ luôn luôn tỏ ra phong phạm một bậc tông sư, giờ lại cười ha hả như một học sinh cấp 2, khiến người khác nhìn vào không khỏi thốt lên anh ta không biết xấu hổ à. Vừa quay đầu, Chiến Phi đã nhìn thấy gã béo ú khiến anh ta ghét bỏ. Hứa hử, kẻ mà đã đầu hàng anh ta từ trước, không quay trở lại là do tên béo này. Thậm chí cả Dương Quan Quan và Hoàng Sung, những người bị hắn ta nhắm đến cũng gục ngay sau đó. Chiến Phi híp mắt. Lạnh lùng nói, hạng như cậu mà cũng muốn tham gia đại hội võ thuật à. Tề Đảng Nhàn nói, Chiến lão sư, tôi tên Lý Bán Nhàn, dù sao cũng học võ được hơn 15 năm rồi. Tôi rất thích việc đánh lén và dùng roi nên đã cất công sáng tạo một bộ công pháp dùng 5 cây roi điện cùng lúc,
Rất mong Chiến lão sư yêu thích bộ công pháp này. Chiến phi. Dương Quan Quan cũng là hết chỗ nói rồi, Tề Đẳng Nhàn bảo là muốn tới nơi này nghiên cứu địa hình, kết quả lại là gặp Chiến phi. Gặp được cũng không nói đi, nhưng nói ra những thứ này thì quả là lạ lùng. Điên rồi. Chiến phi hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, cho rằng người này chắc chắn có bệnh. Tề Đẳng Nhàn cười ha hả, lạnh lùng nói, Chiến lão sư, trong lúc cậu thừa dịp lợi dụng sư phụ của Dương tiểu thư vắng mặt, đã vội vàng chuẩn bị phế võ công của đồng môn, đừng nói là cậu quên cả chuyện này đấy nhé. Chiến phi xoay đầu lại, nói tôi cho cô ta lời khuyên là phúc khí 10 đời. Danh con mồm hôi sữa đừng xen vào chuyện người lớn. Ồ đúng đúng đúng, chỉ điểm, Tề Đẳng Nhàn gật đầu một cái, ngày mai tôi cũng cho anh lời khuyên, được chứ? Chiến phi lạnh giọng nói, nếu đủ dũng khí thì đến. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói, hạng người như cậu mà đòi dẫn dắt Nam Phương Võ Lâm. Nói ra chỉ sợ làm trò hề cho thiên hạ thôi. Nếu cậu không ủ mưu tính kế mà tập trung vào võ thuật thì may ra có chút thành tựu. Chiến phi cười lạnh nói, hậu bối mà đòi dạy tôi cách làm việc à. Ngày mai, tôi đợi cậu ở đại hội võ thuật. Sau khi nói xong lời này, chiến phi xoay người rời đi. Dùng một lúc 5 cây roi điện à. Chiến phi vừa rời đi, trầm ngâm suy nghĩ. Dùng roi đúng là một loại thủ pháp tấn công vô cùng trọng yếu, trong đó thái cực quyền, muốn dùng được thì tay phải linh hoạt mềm dẻo, tưởng như mềm oặt nhưng lại có thể bóp nát xương cốt đối phương trong nháy mắt, khiến cơ bắp như phát nổ. Kỹ thuật dùng 5 cây roi điện này là hắn tự nghĩ ra thật sao? Nếu quả thật là như vậy, bản lĩnh võ thuật người này cao hơn so với sức tưởng tượng của mình. Hắn nắm bắt được tinh hoa kỹ thuật dùng roi thái cực quyền, ra đòn mềm dẻo, hơn nữa lúc ra đòn phải sử dụng sức lực từ cơ bắp của chính hắn mới có hiệu quả. 5 cây roi điện cùng lúc, dùng được cả 5 cây cùng lúc thì rốt cuộc hắn có sức mạnh thể chất khỏe đến nhường nào vậy? Chiến phi vốn là đại cao thủ môn võ thái cực quyền, nhưng những lời vừa rồi của Tề Đẳng Nhàn khiến anh ta suy nghĩ nhiều. Dương Quan Quan lắc đầu nói, tên chiến phi này không phải loại người tốt đẹp gì, phàm là người có máu liều như anh ta, chỉ sợ cậu chọc tức thì anh ta sẽ quay lại trả thù. Tề Đẳng Nhàn không khỏi hai tiếng nói, tên anh ta mâu thuẫn thật, chiến phi ơi chiến phi à, rốt cuộc là tiếp tục chiến đấu hay co giò bỏ chạy chứ? Nói xong lời này, hắn lại lười chẳng muốn tiếp tục tái thảo nữa, tiếp tục cùng Dương Quan Quan thăm thú mọi nơi hết một vòng, nhanh chóng quen thuộc với môi trường xung quanh. Ngày mai tôi đi một mình, tốt nhất cô nên ngồi đợi một chỗ chờ tin tức đi. Tề Đẳng Nhàn nói. Một khi tôi đã ra tay, nếu những người đó không bắt được tôi thì sẽ tìm cách chút giận lên người khác. Cô và Hoàng Sung đều là đồ đệ của tôi không thể để các người ra đứng đầu ngọn sóng. Dương Quan Quan nghe xong không khỏi có chút bất mãn, nhưng cảm giác được Tề Đẳng Nhàn nói lời này cũng có nghĩa lý. Ngày mai Tề Đẳng Nhàn xuất đầu lộ diện tại Đại hội Võ Thuật, đương nhiên sẽ xảy ra mưa máu gió tanh, nhưng có nhiều cao thủ võ thuật như vậy, hắn có khả năng giết sạch toàn bộ sao? Lúc tụ họp ở trang viên Potter, trong trận quyết chiến hắn đã không thể dùng dáng long thập bát trưởng đập chết tất cả mọi người. Tề Đẳng Nhàn xuất đầu lộ diện đã khuấy đảo Đại hội Võ Thuật, giết chết mấy chục nhân vật tầm cỡ, xong việc liền rứt áo ra đi. Giờ hắn mà đến đó thì đảm bảo cả chục thế lực đều phô trương thanh thế chen chúc nhau đến để truy lùng hắn. Nếu Dương Quan Quan có mặt ở hiện trường, khó tránh khỏi sẽ dính phải thâm thù đại hận, võ công cô chưa thể đạt tới trình độ cao siêu, một khi bị vây kín chắc chắn chỉ có con đường chết. Ôi chao, thực sự là lấy làm tiếc nuối, cuộc đời này thấy tận mắt đóng, cuộc đời này có chết cũng đáng. Dương Quan Quan cảm thán, thở dài một hơi đầy nặng nề. Không không không, nếu cô có thể đơn thương độc mã xông pha vào chiến trường như tôi thì đấy mới là cuộc đời đáng sống. Tề Đẳng Nhàn xoa đầu cô, mỉm cười nói. Nghe lời nói của Dương Quan Quan, hắn cảm thấy tức cười, loại người dám đơn thương độc mã xông pha trận mạc dám xưng hùng xưng bá chỉ có xuất hiện trong phim ảnh thôi. Tề Đẳng Nhàn thể hiện khí phách như vậy không khỏi khiến lòng người sục sôi, nếu một ngày nào đó hắn có được năng lực phi thường như vậy thì rốt cuộc là cảnh tượng như thế nào? Sau khi làm ra loại chuyện này, nhất định sẽ có lưỡi giáo chĩa vào đầu cô, nhưng không cần quá lo lắng. Ngọc Tiểu Long sẽ sai người từ Hương Sơn đến, có thế lực cô ta bảo vệ thì dù có gan lớn tày trời cũng không dám làm khó dễ hai người.
tôi cũng cần chào hỏi đôi chút với Lôi gia. Có rồng rắn chống lưng, rốt cuộc ai dám chọc giận anh chứ? Tề Đẳng Nhàn nở một nụ cười tiêu chuẩn. Tề Đẳng Nhàn cùng Dương Quan Quan quay trở về biệt thự, vừa bước vào sân đã cảm giác có người lạ ẩn nấp. Muốn chết sao? Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt hỏi. Nhị đương gia, đừng động thủ, là tôi. Một người gầy như khỉ ốm xông ra, cười hì hì nói. Dương Quan Quan kinh ngạc hỏi, Dạ Ma tiên sinh. Dạ Ma cười khà khà, nói, không ngờ ta lại ra tay. Tề Đẳng Nhàn nhìn anh ta một cái, hỏi, oán quỷ đâu? Bảo anh ta lăn ra đây. A-di-đà Phật, công phu nhị đương gia càng ngày càng kinh khủng. Oán quỷ trịnh trọng bước ra. Một giây sau, anh ta giống như bị điên bị dại cười ha hả, hả a a, giết giết giết. Nếu như nhị đương gia có công phu cao cường như vậy, nhất định có thể siêu độ chúng sinh. Dương Quan Quan chẳng cảm thấy kinh sợ khi gặp chuyện quái dị này, trái lại cảm thấy vô cùng mỉa mai. Đại đương gia sai chúng tôi tới. Dạ Ma nói, hắn nói muốn anh làm đại sự, để Dương Tiểu Thư gặp nguy hiểm sẽ trở thành tổn thất, nên sai chúng tôi tới bảo vệ Dương Tiểu Thư. Tề Đẳng Nhàn thuận miệng hỏi, Tham Lang đâu? Dạ Ma đáp, Tham Lang sống chết cũng không chịu tới, bảo là muốn đưa cơ hội ra ngoài này cho chúng tôi. Đại đương gia muốn hắn đi, nhưng hắn cự tuyệt, sau đó hắn bị ngài treo ngược lên. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh nói, nhãi con thật thông minh. Oán quỷ nói, A-di-đà Phật, cũng không biết là sẽ gặp chuyện như vậy, sau khi bị treo ngược lên, không biết ai đã độc ác dán miếng băng vệ sinh đầy máu lên mặt hắn. Tề Đẳng Nhàn nhìn thoáng qua chân của hai người, vẫn còn đeo xích, yên tâm hơn đôi chút. Đây chính là muốn lấy được công nghệ cao của Tuyết Quốc, cột vào người như vậy thì cần sinh trắc học vân tay mới có thể mở khóa. Nếu cưỡng chế phá hủy sẽ tạo thành một vụ nổ, ngay lập tức khiến người ta nổ tung như pháo hoa. Hiển nhiên, Tề Đẳng Nhàn ý thức được tình hình khẩn trương trước mắt, cẩn trọng thêm vài phần, cầm chắc dây cương của hai người này, tránh cho bọn chúng tạo phản. Đối với việc đại đương gia không tin tưởng được, hai người này không phàn nàn gì. Có thể bọn chúng cũng tự hiểu rằng bản thân không đáng tin cậy. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy như thế cũng tốt, có bọn chúng ở Hương Sơn hợp tác bảo vệ Dương Quan Quan và Hoàng Sung, có thể hoàn toàn yên tâm. Oán quỷ tương đối đáng tin cậy, suy cho cùng chỉ cần là cơ hội để cứu nguy cho người khác, anh ta nhất định không bỏ qua. Nếu có người đến gây sự, anh ta là người đầu tiên ra tay. Về phần Dạ Ma, tuy anh ta lắm mồm nhưng là người có bản lĩnh chiến đấu khá tốt. Xem ra cha tôi vẫn khá để ý đến cô, Tề Đẳng Nhàn liếc mắt nhìn Dương Quan Quan, cười nói. Dạ Ma dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc nhìn Tề Đẳng Nhàn, âm thầm lắc đầu thở dài. Dương Quan Quan cười nói, sao chúng ta không làm đám cưới đi chứ? Tề Đẳng Nhàn tặc lưỡi, nói, đương nhiên điều đó không thành vấn đề. Nhưng bây giờ anh trai em bây giờ còn là phần tử khủng bố, phải đợi xóa bỏ tội danh đã. Nhưng cách xử lý này của Tề Đẳng Nhàn khiến Dạ Ma cảm thấy không thỏa đáng. Kể cả có hay không cũng phải mau chóng đưa ra quyết định chứ. Cũng đúng, võ công của hắn quá mức cao cường, nếu EQ của hắn cũng cao như vậy thì người khác sống thế nào? Dạ Ma suy nghĩ, tự trấn an bản thân. Dương Quan Quan tương đối hài lòng đối với lời đáp của Tề Đẳng Nhàn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Oán quỷ vẫn đang ngó chừng Tề Đẳng Nhàn từ trên xuống dưới, quan sát hồi lâu, u cạc cạc nói, nhị đương gia, khí tức của ngài có chút đáng sợ đó. Dạ Ma không khỏi cả kinh, hỏi, nói gì cơ? Oán quỷ nói, khí tức của đại đương gia vô cùng thần thánh, khiến người khác không dám bất lễ. Cho người ta cảm giác như một pho tượng Bồ Tát, khiến người khác kính sợ nể phục. Trước kia nhị đương gia tuy rằng hung tàn độc ác, nhưng khí chất lại không đến nỗi khiến người khác kinh sợ. Nhưng bây giờ, trên người nhị đương gia mang khí chất khiến người khác không dám lại gần. Dạ Ma lạnh sống lưng, nói ra lời này nhất định sẽ bị hắn treo ngược lên đánh đập hành hạ cả đời. Đây chính là khí chất cường giả mạnh mẽ phá vỡ hư không, không thể xâm phạm đó sao? Oán quỷ hỏi. Ừ, Tề Đẳng Nhàn gật đầu, nói. Oán quỷ trước kia là một vị hòa thượng, cũng là người tu hành bát chánh đạo, đệ tử nhà Phật. Những thứ tôn giáo vạn dặm nhân gian thế này vô cùng am hiểu,
vừa có thể bói toán lại có thể soi xét linh hồn. Dạ Ma nghiêm mặt, nói, ông đây mới bị đại đương gia treo ngược một ngày đêm, nỗ lực gắng sức luyện khí công, thật vất vả lắm mới nắm giữ được bí mật của đan điền. Thế quái nào lại là bất tử chứ? Nội đan trong võ thuật không phải kim đan tu tiên hay nội đan của yêu quái, mà là trọng tâm của cơ thể, đan điền nằm ở trung tâm ổ bụng, mọi chuyển động của cơ thể đều xuất phát từ điểm này. Luyện tập võ thuật chính là học cách sử dụng và kiểm soát cơ thể một cách nhuần nhuyễn, điêu luyện nhất, đan kính là trạng thái mạnh nhất của cơ thể khi dồn toàn bộ khí và máu vào đan điền. Một khi đã đạt tới cảnh giới này, những chuyện như võ công cao cường chỉ là còn con, hoàn toàn có thể dùng võ thuật để vượt nóc băng tường, ấy là những chuyện vặt không đáng nhắc đến. Đủ mọi loại động tác khó nhằn đều nắm trong lòng bàn tay. Tề Đẳng Nhàn sở dĩ nói thiên phú dương quan quan cao không đơn thuần là năng lực lĩnh ngộ mà là khả năng cảm nhận và kiểm soát đan điền tốt. Luyện tập thể hình có một từ ngữ gọi là siết cơ, đây là phương pháp dồn trọng tâm vào ổ bụng. Người luyện võ muốn đạt tới cảnh giới cao phải kiên trì luyện tập phương pháp này, ban đầu đan điền chưa hình thành, nhưng dần dần sẽ trở thành một khối nội đan nho nhỏ. Anh đừng nghĩ nhiều, anh không có khả năng đấy đâu. Đến việc nhìn thấu bản thân không xong thì làm sao có thể thấu người khác được chứ? Oán quỷ liếc nhìn Dạ Ma. Tôi thì sao, tôi thì sao? Dương Quan Quan hưng phấn, tự chỉ mình, hỏi. Oán quỷ nhìn vào hai mắt cô, cười nói, chỗ này tôi thấy có một dấu hiệu Phật, giết hết chúng sanh là tu thành chánh quả, cô có muốn học không? Nếu cô học chắc chắn rất nhanh có thể trở thành. Vẻ mặt Dương Quan Quan cứng đờ. Hắn có phải nhân cách thứ hai của tên hòa thượng vừa chạy ra ngoài không vậy, sao tự nhiên lại tuyên truyền tà pháp? Học mụ nội mày, Tề Đẳng Nhàn không nhịn được cho anh ta một cái tát. A-di-đà Phật, oán quỷ vội vàng giơ tay lên, vẻ mặt mỉa mai cười. Tối hôm đó, Dạ Ma giang rộng tay chân trên giường, trằn trọc không sao ngủ được, tâm tình hết sức khó chịu, bèn ngồi dậy. Bỗng nhiên anh ta có dự cảm chẳng lành. Vội vàng chạy đến tùy tiện kéo màn cửa sổ ra nhìn ra bên ngoài liền thấy Tề Đẳng Nhàn đang ngồi ở trong sân đả tọa trên bàn đá, tắm mình trong ánh trăng sáng. Ách, hấp thụ tinh túy nhật nguyệt, tên này tu tiên đấy à? Dạ Ma lầm bầm trong miệng. Tề Đẳng Nhàn dĩ nhiên không phải tu tiên, mà là đang kết hợp thiền của Hồng Thiên Đô và tông pháp mật tông của yoga, tiến hành đả tọa suy nghĩ, cả người hắn gọn gàng một chỗ, như biến bản thân trở thành một gốc cây bụi cỏ. Tưởng tượng ra cả mưa gió và sương lạnh, gột rửa bản thân trăm ngàn lần rồi sức sống sục sôi, nảy mầm sinh sôi, tùm rậm rạp. Thể chất hắn hòa cùng tinh thần sống, theo phương pháp này dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Thiền pháp kết hợp cùng mật tông yoga, khóa lại năng lượng sống, không để chúng thoát ra ngoài. Dạ Ma bỗng nghĩ, đều nói phá vỡ hư không, nhìn thấy thần linh bất khả xâm phạm, trong nháy mắt nhận ra được thật giả. Lúc nãy mình định đánh úp hắn. Ý niệm trong đầu Dạ Ma mới vừa nảy sinh, Tề Đẳng Nhàn đã mở hai mắt ra nhìn. Dạ Ma không kịp né tránh ánh mắt của hắn, liền giễu cợt kéo màn che cửa sổ lại. Xem ra là thật, Dạ Ma cứng đờ người nằm lại xuống giường. Thật là lợi hại. Lúc mới tới nhà tù đã chứng kiến võ công của hắn, không ngờ lại cao siêu đến mức này. Mình tu luyện Hồng Quyền, ai ngờ lại bị hắn ta học lỏm. Hồng Quyền và Hồng Quyền là hai môn võ khác nhau nhưng lại chung tên gọi, người ta biết đến môn võ thứ hai chủ yếu. Dạ Ma là đệ tử chánh tông Hồng Quyền, được Hồng Quyền nuôi dạy và truyền lại võ thuật, không ngờ Tề Đẳng Nhàn lại nắm chắc những kỹ thuật trong môn này, y hệt với những gì Dạ Ma đã được dạy. Kỹ năng của Hồng Quyền vô cùng độc đáo, được chia thành 10 nhóm cơ bản, chủ yếu luyện sức mạnh của gân cốt. Ngày mới lại đến, Dạ Ma rời khỏi giường. Vội vã vén rèm cửa lên nhìn. Chỉ thấy Tề Đẳng Nhàn đã đứng lên, mắt nhìn xa xăm về hướng đông. Vào thời khắc này, anh ta cảm nhận được rõ ràng cái khí chất huyền diệu mà oán quỷ nói. Mây đen giăng kín trời, gió nổi lên, mưa chút từng hạt xuống người Tề Đẳng Nhàn, mọi thứ vừa chạm vào người hắn đã bị một lực bắn vô hình hất tung ra, người hắn chẳng khác nào một lá sen xanh. Dạ Ma cảm nhận được nhịp thở của Tề Đẳng Nhàn trong giây lát, mạch đập như hòa cùng nhịp nước mưa rơi xuống, hoàn toàn trùng khớp đến diệu kỳ. Ngay khi ngộ ra bản ngã, anh sẽ thấy được sức mạnh nội tại bên trong. Đây là lý thuyết tâm lý học của nhà triết học Phương Dương Minh được hắn kết hợp vào võ thuật sao?
Dạ Ma mở cửa sổ nhảy xuống, đi thẳng đến sau lưng Tề Đẳng Nhàn. Càng đến gần, cảm giác cường liệt càng rõ ràng, loại cảm giác huyền ảo này anh ta chẳng thể nào nhìn ra được nếu công phu chỉ dừng lại ở hạng tầm soàng, nếu không nhờ kỹ thuật đỉnh cao, chỉ e anh ta không thể cảm nhận được bí mật siêu vi này. Kế hoạch của chúa là hoàn hảo và không ai có thể phá vỡ nó. Khí giống như một cái lưới lớn, khi mưa rơi thì bay đi. Nhị đương gia, hôm nay anh định giết toàn bộ Hương Sơn hay sao? Dạ Ma không khỏi nhe răng trợn mắt hỏi, cảm thấy những cao thủ tới tham gia đại hội võ thuật này đều thật đáng thương. Tề Đằng Nhàn trong trạng thái như thế này, một khi ra tay thì trời sụp đất nứt. Tề Đằng Nhàn bình tĩnh nói, hai người hãy bảo vệ Dương Quan Quan thật tốt, đừng để cô ấy bị thương. Nếu cô ấy bảo các người làm chuyện gì thì hãy ngoan ngoãn nghe lời. Dạ Ma nói, hôm qua cô Dương nói muốn mở một võ quán tên là Diệt Thiên, mời tôi và oán quỷ đến giúp đỡ. Tề Đằng Nhàn không khỏi vui mừng nói, vậy các người muốn làm gì thì làm. Nói xong, hắn đi đến bên tường, nhặt lấy chiếc nón che rồi tiếp tục bước đi dưới mưa. Tại sao phải đội nón? Có thể là để khoe khoang, cũng có thể là vì hắn muốn đẩy khí chất mà mình đã xây dựng ra lên đến đỉnh điểm. Các đại hiệp trong phim thường đội nón vào những ngày mưa. Cái gã tên chiến phi kia hôm nay chắc chắn sẽ bị đánh đến mức phọt cứt ra ngoài, Dạ Ma cười tâu toét. Hôm qua anh ta nghe Dương Quan Quan nói chiến phi đã làm tổn thương màng nhĩ trái của cô ấy, Tề Đằng Nhàn vẫn chưa báo thù này cho cô ấy. Sau khi Tề Đằng Nhàn rời đi, Dương Quan Quán mới xuất hiện dưới mái hiên. Đương nhiên, sau khi hắn điều chỉnh đến trạng thái như vậy, cô ấy sẽ không gặp Tề Đằng Nhàn, nếu trong lòng còn lo lắng thì hắn sẽ không thể đánh ra quyền pháp tung hoành vô địch. Tề Đằng Nhàn thong thả bước đi trong mưa, giống như cảm giác của Dạ Ma, hơi thở và nhịp tim của hắn gần như hòa nhập với cơn mưa đang rơi, thậm chí còn mang đến cho người ta cảm giác kỳ diệu hơn, cơn mưa này dường như là do hắn gây ra. Hắn đi đến đâu mưa rơi đến đó. Đại hội võ thuật còn chưa tổ chức nên Tề Đằng Nhàn sẽ không qua đó trước. Cốc cốc cốc. Tề Đằng Nhàn gõ cửa lớn nhà họ Quý. Cánh cửa mở ra, đứng sau cánh cửa là một ông lão mặc bộ đồ thời Đường màu đen, vừa nhìn thấy Tề Đằng Nhàn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói, cậu là ai? Tề Đằng Nhàn mỉm cười nói, nghe nói nhà họ Quý hôm nay tài trợ cho đại hội võ thuật tổ chức ở Hương Sơn, cho nên tới xem thử. Ông lão mặc đồ thời Đường cảm giác như xương tủy của mình sắp bị đông cứng, toàn thân run rẩy, lông tơ dựng lên, giống như một con mèo, vô cùng cảnh giác. Người thanh niên mặc bộ đồ thời Đường màu trắng, đội nón che này cho ông ta một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Tôi không muốn ra tay, bởi vì ông cũng biết, một khi tôi ra tay, nhất định sẽ có người chết. Tề Đằng Nhàn chậm rãi nói. Ông lão mặc đồ thời Đường không khỏi ngừng thở trong giây lát, sau đó chậm rãi buông lỏng nắm đấm ra, nói, đây là nhà họ Quý. Nhà họ Quý ở Hương Sơn. Tề Đằng Nhàn gật đầu nói, tôi biết. Ông lão mặc đồ thời Đường hỏi, vậy cậu muốn làm gì? Dạy cho nhà họ Quý một bài học. Tề Đằng Nhàn cười nói, tôi muốn nói cho bọn họ biết một đạo lý, không phải có tiền thì muốn làm gì thì làm. Ánh mắt của ông lão mặc đồ thời Đường dần dần trở nên sắc bén, ông ta do dự nói, gặp thần cũng không xấu. Tề Đằng Nhàn nói, Ông lão mặc đồ thời Đường đã đoán được hắn là ai, nói tôi cầm tiền của người khác, đương nhiên phải ra tay. Ông có biết không, một khi tôi ra tay giết người thì không thể dừng lại. Nếu không, khí thế mà tôi đã tích lũy sẽ tiết ra, một khi bị tiết ra thì quyền pháp đánh ra sẽ không có hương vị vô địch. Tề Đằng Nhàn vẫn luôn nở một nụ cười trên môi. Ông lão mặc đồ thời Đường đương nhiên biết lời nói của hắn có ý tứ, nhưng dù sao ông ta cũng là một quân nhân, lại là một quân nhân cầm của người ta rất nhiều tiền. Cho nên, ông ta vẫn phải ra tay. Nhưng đúng lúc này, ông cụ Quý xuất hiện ở phía sau và nói, cậu ta nói những lời này nhiều khả năng là nói cho tôi nghe. Ông có nắm chắc có thể đánh chết cậu ta hay không? Ông lão mặc đồ thời Đường giật mình. Lắc đầu nói, nếu là hơn 10 năm trước, tôi vẫn chưa già như vậy, có lẽ có thể thử một lần. Nhưng bây giờ tôi đã già, khí huyết bắt đầu suy giảm, e rằng không có cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên, tôi có thể trì hoãn một thời gian, hơn nữa nhà họ Quý có nhiều vệ sĩ trang bị vũ khí hiện đại như vậy,
vẫn còn có hy vọng. Ông cụ Quý nghe xong lắc đầu nói, quên đi, ông không cần ra tay nữa. Cậu muốn cái gì? Ông ta nhìn về phía Tề Đằng Nhàn, hỏi một cách nghiêm túc. Tề Đằng Nhàn nói, tôi muốn cháu trai của ông Quý Khải và tiền của nhà họ Quý các ông. Sắc mặt ông cụ Quý tối sầm lại, lạnh lùng nói, được, cậu muốn bao nhiêu? Không ít hơn 20 triệu đô, Tề Đằng Nhàn bình tĩnh nói, số tiền này đối với nhà họ Quý các người cũng không nhỏ, nhưng với năng lực của nhà họ Quý, các người chắc là có thể nhanh chóng lấy ra được. Ông cụ Quý quay người ra lệnh cho người hầu, đi gọi Quý Khải đi. Quý Khải vẫn còn đang ngủ mê man. Ông nội, ông gọi cháu có việc vậy. Lúc Quý Khải đi tới vẫn còn đang ngái ngủ. Tề Đằng Nhàn cười tâu toét với Quý Khải, trịnh trọng nói cậu đã bị bắt cóc. Quý Khải nghe vậy thì sửng sốt, sau đó cười nói cái tên ngốc này từ đâu đến vậy. Sáng sớm như vậy chạy đến nhà tao, nói tao bị bắt cóc. Nếu máy bị bệnh tâm thần, khi ra ngoài thì rẽ trái, sau đó bắt taxi đến bệnh viện tâm thần để kiểm tra xem. Ha ha ha, đồ ngu ngốc. Quý Khải cười lớn. Nhưng ở hiện trường không có người nào cười, mọi người trong nhà họ Quý đều lộ vẻ mặt nghiêm túc. Trong lúc cười, Quý Khải nhận ra có gì đó không ổn, bởi vì anh ta phát hiện sắc mặt của ông cụ Quý có gì đó không đúng, sắc mặt của lão võ sư Đức Cao vọng trọng phải bỏ ra rất nhiều tiền để mời cũng không tốt lắm. Sau đó, nụ cười trên mặt Quý Khải dần dần cứng lại. Ông nội, hôm nay là ngày gì vậy? Sao lại trêu cháu như vậy? Quý Khải ho khan nói. Ông cụ Quý nhắm mắt lại, giọng điệu có chút nặng nề nói, trước tiên cháu đi cùng cậu ta một chuyến, ông sẽ bỏ tiền chuộc cháu về. Quý Khải sửng sốt nói, cái gì? Tề Đằng Nhàn cười nói, đi thôi, con dê béo của tôi. Là mày, tên mập chết tiệt Lý Bán Nhàn. Quý Khải sửng sốt một chút, sau đó hét lên, anh ta nhớ rõ tên mập chết tiệt kia đã gọi hắn như vậy. Lý Bán Nhàn là ai? Tên tôi là Tề Đằng Nhàn. Tề Đằng Nhàn vươn tay ra và nắm lấy bả vai Quý Khải. Nghe thấy cái tên này, Quý Khải sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Danh tiếng của Tề Đằng Nhàn, anh ta làm sao có thể không biết? Đại hội võ thuật được tổ chức ở Hương Sơn lần này chính là để thương lượng việc tiêu diệt tên giặc bán nước Tề Đằng Nhàn. Tề Đằng Nhàn kiêu ngạo đến mức tự mình đến nhà anh ta, bắt cóc anh ta ngay trước mặt rất nhiều người trong nhà như vậy. Quý Khải không khỏi kêu lên, ông nội, đây là nhà của chúng ta. Hắn chạy tới nhà chúng ta bắt cóc cháu, đây là chuyện đùa gì vậy? Tề Đằng Nhàn không kiên nhẫn vỗ vào gáy anh ta, Quý Khải lập tức bất tỉnh đổ gục vào trong tay anh ta. Mọi người trong nhà họ Quý đều trầm mặc nhìn cảnh tượng này. Cảm ơn ông Kỳ đã hợp tác, Tề Đằng Nhàn cười nói, 20 triệu đô, một đồng cũng đừng thiếu, gần đây tôi rất thiếu tiền. Ông cụ Quý lạnh lùng nói, sẽ mất khoảng 24 giờ để góp đủ số tiền này. Nếu cậu có thể sống sót trong 24 giờ này, tất nhiên số tiền đó sẽ được gửi đến cho cậu. Ông cụ Quý cũng biết rất rõ rằng nếu Tề Đằng Nhàn dám xuất hiện ở Hương Sơn, chắc chắn sẽ thu hút một lượng lớn cao thủ đến bao vây tiêu diệt hắn. Nếu hắn có thể sống sót, nhà họ Quý sẽ bỏ ra 20 triệu đô để mua bình an, cũng không thiệt thòi. Tề Đằng Nhàn có lẽ là kẻ bắt cóc duy nhất trên thế giới kiêu ngạo và tự nhiên như vậy. Hắn tùy tiện chạy đến nhà họ Quý, sau đó bảo ông cụ Quý giao người ra, mà toàn bộ trên dưới nhà họ Quý, không ai dám phản đối chuyện này. Ồ, đúng rồi, chuyện tôi xuất hiện đừng nói ra ngoài vội, nếu không, mọi chuyện sẽ trở nên rất nhàm chán. Tề Đằng Nhàn nâng Quý Khải lên, mỉm cười nói với ông cụ Quý. Sắc mặt ông cụ Quý không khỏi cứng đờ. Vừa rồi ông ta đang nghĩ, chỉ cần Tề Đằng Nhàn vừa rời đi, ông ta sẽ ngay lập tức truyền đi tin tức hắn xuất hiện ở Hương Sơn. Tề Đằng Nhàn nói, tôi đi trước. Nói xong, hắn ôm Quý Khải rời khỏi nhà họ Quý. Trong nhà họ Quý, sau một lúc lâu, vẫn là trạng thái lặng ngắt như tờ. Ông, sao ông lại giao người cho hắn như vậy? Hắn quá kiêu ngạo trực tiếp đến nhà chúng ta bắt cóc, thật quá đáng. Hắn đã ném mặt mũi nhà họ Quý chúng ta xuống đất rồi dẫm đạp lên. Một người quá tức giận, rốt cuộc cũng đứng dậy lên tiếng. Hiện tại hắn là phần tử khủng bố, cậu có biết phần tử khủng bố là cái gì không? Ông cụ Quý quay đầu lại, lạnh lùng hỏi. Mặc dù mọi người chưa từng nhìn thấy phần tử khủng bố nào,
nhưng bọn họ đều đã nghe nói về những cuộc tấn công khủng bố gây chấn động lớn. Những gì họ nghe được đều là một đống hỗn độn và vô cùng thảm thiết. Ông cụ quý cười lạnh nói, hắn bây giờ đang bất chấp tất cả, danh tiếng đã bị hủy hoại, cho nên hắn muốn kiếm một xô tiền từ nhà họ quý chúng ta. Chỉ cần tiền mà thôi, cứ đưa cho hắn là được, đương nhiên có mạng mang số tiền này đi, sau khi lấy đi rồi, cũng phải còn mạng mà tiêu mới được. Mọi người đều không nói gì, quyết định của ông cụ quý luôn luôn sáng suốt. Tề Đằng Nhàn đưa Quý Khải đến bến cảng, trên một chiếc thuyền đánh cá cũ kỹ, một bóng người mặc áo mưa xuất hiện. Đây là một người đàn ông trung niên trải qua nhiều thăng trầm, vì quanh năm lênh đênh trên biển nên vẻ mặt có chút tang thương, khi cười sẽ lộ ra hàm răng ố vàng vì hút thuốc. Nhị đương gia, trên tay anh đang ôm cái tên xui xẻo nào vậy? Nói cho tôi biết, lần này cần để anh ta chết trước mặt ai? Tôi tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Cái tên Hàn Thành Tuấn lần trước thực sự rất lợi hại. Nếu không phải tôi đã chuẩn bị tốt từ trước, có lẽ tôi đã bị anh ta bỏ lại ở Gogoriel. Người đàn ông trung niên vừa nhìn thấy Tề Đằng Nhàn đã nhiệt tình tiến lên chào đón hắn. Ông ta chính là thuyền trưởng nổi tiếng trên biển. Tề Đằng Nhàn nói chậc, ông không sợ tiếp xúc quá nhiều với kẻ khủng bố như tôi à? Thuyền trưởng không khỏi xoa xoa tay, cười nói, có thêm tiền, mọi việc đều dễ nói hơn. Tề Đằng Nhàn thuận tay ném Quý Khải vào tay thuyền trưởng. Sau khi thuyền trưởng bắt được người, sắc mặt lập tức thay đổi, nói, đây không phải là cậu chủ nhà họ Quý Khải hay sao? Tề Đằng Nhàn bình tĩnh nói, người giao cho ông, hãy bảo vệ cẩn thận, khi nào tiền đến, tôi sẽ đưa cho ông 1/10. Thuyền trưởng có chút bất an, năng lực của nhà họ Quý không giống bình thường, nếu ông ta giúp Tề Đằng Nhàn bắt cóc Quý Khải, nếu nhà họ Quý biết chuyện, về sau chỉ sợ ông ta sẽ không dễ lăn lộn lắm. Anh yêu cầu nhà họ Quý bao nhiêu? Thuyền trưởng không nhịn được hỏi. 20 triệu đô, Tề Đằng Nhàn nói. Được. Bây giờ tôi sẽ trói anh ta lại, đảm bảo anh ta không thể trốn thoát. Đội trưởng nghe vậy lập tức vứt bỏ nguy hiểm ra phía sau. 10% của 20 triệu đô, ông ta phải làm thật tốt việc này. Thuyền trưởng ném Quý Khải lên thuyền, không khỏi hỏi thêm, nhị đương ra bắt cóc anh ta như thế nào vậy? Tề Đằng Nhàn thản nhiên nói, tôi đến gõ cửa nhà họ Quý, sau đó bảo ông cụ Quý giao Quý Khải cho tôi làm con tin, tôi muốn bắt cóc cậu ta. Sau đó thì sao? Giết người khắp nơi, bắt được Quý Khải. Thuyền trưởng hưng phấn nói. Sau đó ông ta gọi người ra rồi giao cho tôi. Vẻ mặt của Tề Đằng Nhàn không hề thay đổi trả lời. Thuyền trưởng sững sờ, đây là chuyện gì? Không thể hiểu được. Tề Đằng Nhàn nói, khoảng 1 giờ nữa tôi sẽ quay lại, sau đó chúng ta sẽ trực tiếp rời bến, đi đến Nam Dương. Thuyền trưởng nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Tiền đúng chỗ, chuyện gì cũng dễ nói. Tề Đằng Nhàn quay người ung dung rời đi, đại hội võ thuật đã bắt đầu. Đại hội võ thuật lần này trở nên quy mô vì có sự hợp tác giữa Hồng Bang và Long Môn, hơn nữa còn có rất nhiều thế lực giúp đỡ. Chiến Phi, cao thủ số 1 ở Hương Sơn quả thực có danh tiếng khá lớn, có thể nói động tĩnh này đã có chút hiệu quả gây chấn động. Giữa sân vận động, cao thủ tụ họp, quần hùng hội tụ. Sàn gỗ của sân thi đấu được làm bằng vật liệu cao cấp, hơn nữa còn được đánh sáp và lau chùi rất sạch sẽ, mọi người ngồi trên sàn. Chiến Phi mặc võ phục của võ quán Chiến Thiên, đứng ở phía trước, liếc nhìn xung quanh, trên khuôn mặt không khỏi nở một nụ cười khinh thường. Chợt nghe anh ta nói, trước khi đại hội võ thuật diễn ra, có loại người trộm cắp nói rằng sẽ đến gây phiền phức cho ta. Thậm chí còn có đệ tử của tên trộm họ Tề kiêu ngạo nói rằng đại hội võ thuật của chúng ta không thể diễn ra được. Hôm nay xem ra có vẻ như bọn họ cũng chỉ giỏi mồm mép thôi. Lúc này quần hùng võ lâm phía nam đều tụ tập ở đây, bọn trộm cướp nào cũng không dám lộ mặt ra. Lời này của Chiến Phi khiến mọi người đều bật cười. Tên trộm họ Tề kiêu ngạo kia, hắn sẽ không dám một mình mạo hiểm, một mình đến khiêu chiến nhiều cao thủ như vậy đúng không? Đúng vậy, cho dù tên trộm họ Tề kia luyện đến mức võ công mạnh nhất, cũng có lá gan xông vào hang rồng hang hổ như vậy. Sư phụ Chiến, nếu không có ai quấy rắc thì chúng ta hãy mau chóng quay lại việc chính đi. Mặc dù mục đích hàng đầu của mọi người khi đến đại hội võ thuật lần này là cùng nhau tiêu diệt tên giặc kia,
nhưng phần nhiều muốn giao lưu, trao đổi với nhiều cao thủ để tiến bộ. Chiến Phi thấy mọi người đều phụ họa mình, ý cười trên khuôn mặt càng đậm hơn, anh ta nói, có mọi người ở đây, chúng ta có thể thành lập liên minh, sao phải lo đất nước không thịnh vượng. Nhưng đúng vào lúc này, Chiến Phi đột nhiên cảm giác được điều gì đó. Anh ta dừng lời nói và chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía lối đi bên ngoài sân vận động. Bên ngoài trời đang mưa to, tiếng mưa rơi xuống đất thậm chí có thể mơ hồ truyền vào trong tai. Một bóng người trẻ tuổi cao lớn chậm rãi tách màn mưa ra, bước vào hành lang của sân vận động, khuôn mặt giấu sau bóng chiếc nón che. Trên chiếc nón che, những giọt nước mưa đọng lại thành hạt, nhỏ giọt dọc theo mép nón rơi xuống đất. Là ai? Dám tự tiện xông vào đại hội võ thuật, đừng giả thần giả quỷ, bỏ mũ ra. Một võ giả đột nhiên đứng dậy, di chuyển bước chân, đi ra ngoài hơn 10 mét, khi đến hành lang, lập tức tung ra một chảo chụp xuống, giống như một con hùng ưng săn giết một con thỏ. Tề Đằng Nhàn đưa tay hất chiếc nón che ra, phịch một tiếng, chiếc nón che bay lên không trung và đâm vào giữa lòng bàn tay của võ giả luyện ưng chảo công. Võ giả dùng sức nắm lấy. Chiếc nón che nổ tung thành từng mảnh, những mảnh che vụn bị gã ta há miệng thổi về phía mặt Tề Đằng Nhàn. Chân phải của Tề Đằng Nhàn dậm nhẹ xuống đất, lực lượng tràn ngập toàn thân, bàn chân quét về phía trước, ống quần bị ngoại cương phun ra thổi phồng lên như quả cầu khí. Hắn tiến về phía trước, cúi người xuống, giơ tay lên, thể năng bùng nổ khiến tốc độ của hắn nhanh đến mức khó tin. Tay phải của hắn vừa nhấc lên, từ từ hạ xuống. Nhắm thẳng vào mặt tên võ sư kia. Sau đó, hắn ấn xuống, cả người võ sư lập tức ngã về phía sau, đập mạnh xuống đất và đầu nổ tung. Cậu rốt cuộc là ai? Khi mọi người nhìn thấy Tề Đằng Nhàn ngay lập tức giết chết một võ giả chỉ bằng một chiêu, sắc mặt của họ lập tức thay đổi, tất cả đều đứng dậy. Trần Hùng Phi cũng đứng dậy, lộ vẻ mặt khiếp sợ, không ngờ Tề Đằng Nhàn lại dám xuất hiện tại đại hội võ thuật này, hắn thật to gan lớn mật. Vẻ mặt của Chiến Phi cũng trở nên nghiêm túc, người trong nghề xem cách ra chiêu, một chiêu vừa rồi khiến anh ta cảm nhận được một cách sâu sắc công lực khủng khiếp của người thanh niên trước mặt. Võ thuật không phải là tu tiên, cũng không căn cứ vào tuổi tác. Một đại tông sư luyện võ mấy chục năm vẫn có thể bị đánh bại bởi một thanh niên trẻ tuổi mới luyện võ được vài năm. Hơn nữa, Tề Đằng Nhàn không phải là một thanh niên háo thắng, mà là một cao thủ hàng đầu phá vỡ hư không, kiến thần bất phôi. Tề Đằng Nhàn bình tĩnh nói, tôi là ai? Các người tổ chức đại hội võ thuật không phải muốn nhằm vào tôi, tiêu diệt tôi hay sao? Cho nên, tôi đến đây để xem tên gà đất chó sành nào muốn nhắm vào tôi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở hiện trường đều không khỏi tức giận, hận không thể lập tức ra tay. Tuy nhiên, thi thể của võ giả nát đầu kia còn chưa lạnh đâu, nên vẫn có lực trấn nhiếp. Hôm nay, tôi đến đây để giết người. Tề Đằng Nhàn nhẹ nhàng nói, ánh mắt của hắn đã tập trung vào người Chiến Phi. Chiến Phi tung hoành giang hồ mấy chục năm, một thân võ công có thể coi là siêu phàm, nếu không thì làm sao có thể xứng đáng với danh hiệu đệ nhất cao thủ ở Hương Sơn. Cho dù vậy, khi chạm phải ánh mắt của Tề Đằng Nhàn, anh ta không khỏi cảm thấy toàn thân ớn lạnh, nổi da gà từng tầng từng lớp, trong mắt mơ hồ có cảm giác đau đớn. Cậu đang nói đùa gì vậy? Hôm nay quần hùng hội tụ. Các cao thủ võ lâm ở phía nam tụ họp, cậu muốn giết người ngay trước mặt mọi người hay sao? Nhiếp Thanh Sơn tiến lên một bước, thanh đao đã xuất hiện trong tay, cậu làm thử xem. Tề Đằng Nhàn cũng không đáp lời, mà bình tĩnh nói các người nhiều người, nhưng lại không đoàn kết, đối với tôi mà nói đây lại là một ưu thế, bởi vì tôi muốn giết ai thì sẽ giết người đó. Nói xong những lời này, hắn đột nhiên dồn khí xuống đan điền, khuỵu gối. Trên mặt đất phát ra hai tiếng nổ trầm đục, sàn gỗ nứt toác, lộ ra hai cái hố. Đôi mắt của Tề Đằng Nhàn sáng như lửa, huyệt thái dương gồ lên, anh ta nói với giọng lạnh lùng, Chiến Phi, anh nhân lúc tôi không có mặt muốn phế bỏ đồ đệ của tôi. Hôm nay, anh sẽ là người đầu tiên chết ở đây. Hắn vừa dứt lời, tất cả nội tạng trong cơ thể đều run lên, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, kể cả từng lỗ chân lông, đều đồng loạt dùng lực. Sức mạnh bùng nổ vào lúc này thực sự làm rung chuyển toàn bộ nhà thi đấu, khiến gan mật của mọi người cảm thấy lạnh lẽo. Khoảnh khắc Tề Đằng Nhàn bước tới, ống quần của hắn nổ tung vì không chịu nổi ngoại cương tỏa ra từ lỗ chân lông,
chiếc quần dài thời Đường trong nháy mắt biến thành quần đùi. Lúc trước khi Tề Đằng Nhàn vừa đạt đến cảnh giới này, hắn vẫn cần chuẩn bị mới có thể đánh ra ngoại cương, nhưng hiện tại, hắn có thể thực sự nhìn thấy tâm trí và bản chất của mình, kình xuyên thấu toàn bộ cơ thể, công lực tăng lên đáng kể. Hắn lao về phía Chiến Phi như một quả đạn pháo được bắn ra khỏi nòng, mọi người dường như nghe thấy tiếng sấm mơ hồ ở bên tai. Tiếng sấm kia là tiếng dạ dày của Tề Đằng Nhàn đang co bóp. Hiện tại trạng thái thân thể của hắn đã ở đỉnh cao sinh mệnh, một khi ra tay, hắn sẽ huy động toàn bộ sức lực trong cơ thể, cả bên trong và bên ngoài. Trước mặt quần hùng, Chiến Phi không thể rút lui, trận chiến này phải tiếp tục. Anh ta hét lớn, đứng trung bình tấn, sàn nhà xuất hiện hai vết rạn, hai tay giơ lên chuẩn bị chống đỡ. Nhưng đúng lúc Tề Đằng Nhàn chuẩn bị lao tới trước mặt Chiến Phi, cơ mông của hắn đột nhiên kẹp chặt. Lực xuyên vào xương sống của hắn, phần eo bị vặn 90 độ, hai chân dùng sức kẹp chặt, đến khi thắt lưng bị vặn đến cực hạn, hai chân buông lỏng, toàn thân bắn sang một bên khác. Chiến Phi thấy hắn biến chiêu, lập tức hét lớn, không tốt. Bởi vì Tề Đằng Nhàn đột ngột thay đổi phương hướng, không phải hướng về anh ta, mà hướng về Mạnh Huyền Thông, thiếu bang chủ của Hồng Bang. Thằng nhãi nói năng lỗ mãng, muốn chơi đồ đệ của tôi. Hiện tại tôi sẽ đưa cậu đi gặp Diêm Vương. Tề Đằng Nhàn đến trước mặt Mạnh Huyền Thông, giơ tay phải lên như một thanh đao, chém thẳng vào một bên của Mạnh Huyền Thông. Nhưng may mắn thay, Nhiếp Thanh Sơn ở ngay bên cạnh Mạnh Huyền Thông, anh ta hét lớn một tiếng, thanh đao trong tay giống như một dải lụa vạch ngang bầu trời, chặn một chưởng của Tề Đằng Nhàn. Mạnh Huyền Thông chính là người trực tiếp bị Tề Đằng Nhàn tấn công nên anh ta là người đầu tiên cảm nhận được sự khủng khiếp và bạo ngược của đối phương. Chỉ mới đối mặt, gan của anh ta đã tê dại, toàn thân cứng đờ, tay chân nhũn ra, thậm chí không thể sinh ra ý nghĩ phản kích. Kim Trung Cháo và Thiết Bố Sam của Tề Đằng Nhàn tất nhiên là lợi hại, nhưng Nhiếp Thanh Sơn cũng là một cao thủ hiếm có, trong tay lại có binh khí, một đao chém xuống, cho dù Thiết Bố Sam có lợi hại như thế nào cũng không thể đỡ được. Kính của đối phương đã truyền vào thanh đao từ lâu, cho dù là thép cũng có thể dễ dàng chặt đứt chứ đừng nói đến cánh tay. Vì thế, cánh tay của Tề Đằng Nhàn uốn cong trên không trung, năm ngón tay đột nhiên trụm lại, biến thành mỏ hạc, dừng lại một chút, đợi lưỡi đao lướt qua, mổ mạnh vào sườn thanh đao. Keng! Chỉ một mổ nhẹ nhàng này đã tạo ra một âm thanh lớn như tiếng chuông, ai đứng gần hơn một chút sẽ cảm thấy u tai, tiếng kim loại rung chuyển sắc bén dường như muốn xuyên thủng màng nhĩ của bọn họ. Mạnh Huyền Thông cảm giác được toàn bộ lưỡi đao rung lên, tần số nhanh đến mức có chút khoa trương. Thậm chí làm rung chuôi đao trong tay anh ta, khiến ngón tay anh ta mơ hồ có cảm giác không thể cầm được. Tôi muốn anh ta chết vào canh ba, không ai có thể giữ anh ta lại đến canh năm. Tề Đằng Nhàn lạnh giọng nói. Chỉ thấy hắn đột nhiên vặn eo vung hông, vai trùng xuống, va vào ngực Nhiếp Thanh Sơn, vị khoái đao vương này bị đụng mạnh đến mức ngã sang một bên. Đồng thời, hắn tung một chiêu Diệp Lý Tàng Hoa đánh về phía Mạnh Huyền Thông. Mạnh Huyền Thông cảm thấy cú đấm hướng tới mặt mình quá nhanh lại quá mạnh, anh ta không thể né tránh được, chỉ có thể gồng mình lên, giơ hai tay lên để ngăn cản. Nhưng chiêu này là sát chiêu trong Hồng Quyền, hơn nữa có tên là Diệp Lý Tàng Hoa, tinh túy của nó nằm ở chữ tàng. Một quyền đấm vào mặt của Tề Đằng Nhàn chỉ là chiêu thức ngoài sáng, sát chiêu chân chính là một chưởng giấu dưới xương sườn kia. Mạnh Huyền Thông vội vàng ứng phó với một quyền này của Tề Đằng Nhàn cũng đã miễn cưỡng rồi. Với công lực của anh ta, làm sao có thể ngăn cản được sát chiêu thực sự phía sau. Chỉ thấy một chưởng của Tề Đằng Nhàn từ dưới xương sườn của hắn lao ra, đánh thẳng vào bộ phận sinh dục của Mạnh Huyền Thông. Lúc này Mạnh Huyền Thông chỉ có thể đấm một quyền vào thái dương của Tề Đằng Nhàn theo trực giác của anh ta, sử dụng đấu pháp lấy mạng đổi mạng. Nhưng động tác của anh ta rốt cuộc là quá chậm. Một chưởng này là đủ để Tề Đằng Nhàn làm vỡ trứng của anh ta. Phanh. Một tiếng trầm vang lên, lòng bàn tay của Tề Đằng Nhàn đập mạnh vào hạ bộ của Mạnh Huyền Thông, khiến Mạnh Huyền Thông nhảy dựng lên. Với công lực của hắn, thật ra hoàn toàn có thể dùng những đấu pháp khác để giết Mạnh Huyền Thông, tuy nhiên Mạnh Huyền Thông lúc trước lại nói rằng muốn chơi đùa với Dương Quan Quan, khiến hắn rất khó chịu. Sau khi Mạnh Huyền Thông bị đánh đến mức nhảy dựng lên, Tề Đằng Nhàn giơ tay phải lên tung một chiêu định tâm chủy đánh mạnh vào tim Mạnh Huyền Thông.
Oanh, lưng Mạnh Huyền Thông nhô cao, ngực xẹp xuống, bị đánh mạnh đến mức bay ngược ra ngoài, va vào đám đông. Sau khi bay ra hơn 10 mét, anh ta mới ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu, toàn thân biến thành một cái hồ lô máu. Công lực của Tề Đằng Nhàn như thế nào? Hắn đã điều chỉnh suốt một vòng, từ hôm qua đến hôm nay, xúc thế đạt đến đỉnh điểm. Hắn vừa ra tay, căn bản là lợi hại không giống người thường, kinh khủng tới mức cực điểm. Mạnh Huyền Thông, vị thiếu bang chủ của Hồng Bang này cũng có công lực không hề yếu, nhưng khi gặp Tề Đằng Nhàn một lòng tới giết người, anh ta vẫn không đủ để xem. Nhiếp Thanh Sơn cũng vậy, bát quái đao của anh ta có thể nói là xuất thần nhập hóa, nhưng khi gặp Tề Đằng Nhàn cũng không đủ để xem. Khoảnh khắc Tề Đằng Nhàn dùng ngón tay đánh vào lưỡi đao nhìn có vẻ rất đơn giản, nhưng trên thực tế, vừa đánh chúng, ngoại cương bùng nổ, thể năng toàn thân đều dồn vào đầu ngón tay, thì nó sẽ có uy lực như thế nào? Trần Hùng Phi nhìn thấy Mạnh Huyền Thông vừa đối mặt với Tề Đằng Nhàn đã bị đánh chết, hắn ta không khỏi cảm thấy sợ vỡ gan. Tất cả mọi người có mặt ở đây cũng vô cùng khiếp sợ. Thực lực của khoái đao vương Nhiếp Thanh Sơn là không thể nghi ngờ. Sau khi Nhiếp Thanh Sơn bị vai của Tề Đằng Nhàn đẩy ra, Mạnh Huyền Thông đã bị hắn giết chết trong nháy mắt. Đây là công lực như thế nào? Lúc này, mọi người hai mặt nhìn nhau, mỗi người đều hoài nghi không biết mình có nên đến tham gia đại hội võ thuật như thế này không? Bọn họ nghĩ rằng nhiều kiến có thể cắn chết voi, nhưng lòng người rốt cuộc không thống nhất, nếu Tề Đằng Nhàn đánh chết mấy con chim đầu đàn, chắc chắn sẽ dọa sợ mọi người sẽ có suy nghĩ chỉ muốn giữ mạng. Làm sao bọn họ có thể liều mạng với một người đáng sợ như vậy? Hơn nữa, khí thế và sức mạnh nắm đấm mà Tề Đằng Nhàn thể hiện ra quả thực là vô cùng bạo lực, đối mặt với lực lượng có tính hủy diệt này, tất cả sức người đều có vẻ quá nhỏ bé. Hơn nữa, từ lúc Tề Đằng Nhàn xuất hiện cho đến giờ, có cảm thấy như thiên nhân hợp nhất, cơn mưa tầm tã bên ngoài giống như đang giúp đỡ hắn, tăng thêm khí thế dáng vẻ hung hãn của hắn. Chạy! Trần Hùng Phi không hề suy nghĩ, lập tức quay người rời đi. Hắn ta và Mạnh Huyền Thông là những người khởi xướng đại hội võ thuật lần này, nếu Tề Đằng Nhàn đã đánh chết Mạnh Huyền Thông thì không có lý do gì để buông tha hắn ta. Hắn ta đã từng lĩnh giáo võ công của Tề Đằng Nhàn khi còn ở Trung Hải, bây giờ nhìn thấy công lực của Tề Đằng Nhàn đột nhiên tăng vọt đến cảnh giới đáng sợ như vậy, hắn ta không thể sinh ra bất kỳ suy nghĩ chống cự nào. Ai cản đường tôi sẽ chết. Khi Tề Đằng Nhàn nhìn thấy Trần Hùng Phi quay người bỏ chạy, hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, định truy đuổi hắn ta. Một cao thủ của Hồng Bang ở Hương Sơn nhìn thấy thiếu bang chủ Mạnh Huyền Thông bị đánh chết, gã ta tức giận đến mức khóe mắt như muốn vỡ ra, lập tức bước lên chặn đường Tề Đằng Nhàn. Nhưng chân phải Tề Đằng Nhàn bước tới trước, giơ tay trái lên, biến thành một nắm đấm giống, sau khi giơ lên lập tức chém xuống. Một quyền này giáng xuống giống như trong một đám mây đen đột nhiên xuất hiện một tia sét, rung động mà lại rất mạnh, mang đến cho người ta một cảm giác không thể chống cự lại được. Vị cao thủ Hồng Bang này ôm quyết tâm phải chết xông lên đối phó Tề Đằng Nhàn, gã ta nâng khí thế, ý chí chiến đấu, khí huyết toàn thân lên đến mức chưa từng có, đối mặt với cú đấm khủng khiếp của Tề Đằng Nhàn, gã ta khoanh tay lại, nâng cao cột sống, ra sức đẩy về phía đỉnh đầu. Đối mặt với một quyền như vậy, mọi người có mặt tại đây chỉ có thể cảm thấy một loại tuyệt vọng, lúc này, vị cao thủ Hồng Bang này đã đứng lên chặn một quyền như vậy, khiến bọn họ cảm thấy khâm phục, nhưng cũng có chút mặc cảm thấy xấu hổ. Chính tâm tính không sợ chết của vị cao thủ Hồng Bang này đã kích thích huyết tính của mọi người, dù sao bọn họ cũng là người luyện võ, sao có thể không có chút dũng khí liều mạng được. Tuy nhiên, nắm đấm của Tề Đằng Nhàn lúc này cũng hạ xuống. Nện lên trên cánh tay vị cao thủ Hồng Bang này. Cao thủ Hồng Bang này nhận một quyền, sắc mặt gã ta lập tức đỏ bừng, giữa lông mày rỉ ra máu, nguyên nhân là máu chảy quá nhanh, làm vỡ mao mạch dưới lông mày. Gã ta chỉ cảm thấy một lực lượng khủng khiếp chạy qua cánh tay đang giơ lên của gã ta, xuyên xuống dưới, khóa chặt gã ta tại chỗ, khiến gã ta dù muốn cử động cũng không thể cử động được. Ngay sau đó, nắm đấm phải của Tề Đằng Nhàn từ vùng bụng đấm lên, đánh vào bụng đối thủ. Cao thủ Hồng Bang lập tức bị nhấc chân lên khỏi mặt đất, bị một quyền nhấc lên cao hơn 3 mét, thân thể bay ngược trên không trung hơn 10 mét, dầm một tiếng và vào vách tường, xương cốt bị đánh nát bấy, giống như một cục bùn dán vào vách tường rồi từ từ trượt xuống.
Ngay khi vị cao thủ Hồng Bang muốn trả thù cho thiếu bang chủ vừa chết thì có hai cao thủ khác đã đến, bọn họ bị dũng khí của cao thủ Hồng Bang thôi thúc nên ngang nhiên ra tay. Nghe thấy tiếng quyền kình, Tề Đằng Nhàn đã biết công phu của hai cao thủ này cũng không kém, cho dù có Kim Trung Cháo và Thiết Bố Sam chống đỡ thì hắn vẫn sẽ bị thương rất nặng. Một người trong đó lợi dụng lúc hắn đấm bay cao thủ Hồng Bang, lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh ra, nhằm vào khớp khuỷu tay của hắn. Nếu cú đấm này đánh trúng khớp khuỷu tay của Tề Đằng Nhàn, toàn bộ cánh tay phải của hắn sẽ bị đánh nổ bay ra ngoài. Nhưng vào thời điểm mấu chốt này, vai hắn rủ xuống, cánh tay khẽ run lên, cỗ quyền kình dâng lên, trong nháy mắt bộc phát ra một vụ nổ. Nhưng vào thời điểm vụ nổ này bùng nổ, cao thủ dùng quyền rõ ràng cảm nhận được 100% sức mạnh của cú đấm, ít nhất đã mất đi 80%. Người kia không ngờ còn tinh thông yoga mật tông. Ý nghĩ như vậy xuất hiện thoáng qua trong đầu hắn ta, nhưng hắn ta còn chưa kịp suy nghĩ xem chiêu tiếp theo đánh như thế nào, vai của Tề Đằng Nhàn đã huých lên, sau đó run rẩy một cái, nắm đấm của hắn xoay 3 vòng 4 vòng, vạch ra một quỹ đạo giống như bắt đầu thất tinh đập thẳng vào mặt hắn ta. Toàn bộ xương mặt của cao thủ này lõm xuống, cả người cũng bị nắm tay to lớn đánh văng ra xa, dây thần kinh trong hộp sọ của gã ta đã bị một quyền chấn nứt, người còn chưa rơi xuống đất đã chết. Thái tổ trường quyền thất tinh thế. Mọi người đang nhiệt huyết sôi trào cảm thấy một quyền này như dội vào đầu họ như một chậu nước lạnh. Sau khi Tề Đằng Nhàn giết chết một người, hắn không hề nương tay, hơi xoay người để tránh đòn tấn công của một cao thủ khác, vươn tay đấm ra một quyền. Đây là chiêu hổ phiên thân của Hồng Tuyền. Vị cao thủ này bị hai quyền của Tề Đằng Nhàn làm cho cơ bắp tê dại, tinh thần có chút choáng váng, trong tiềm thức muốn lùi lại một bước. Quyền kinh có câu nói, lùi một bước trời cao biển rộng. Cao thủ giao chiến, khi không thể nhìn rõ tình hình, bọn họ thường chọn cách lùi lại một bước và giữ bình tĩnh, để cho mình có thể nhìn rõ tình hình. Nhưng gã ta muốn rút lui thì sao có thể dễ dàng như vậy? Chỉ thấy bàn tay của Tề Đằng Nhàn giơ lên, giống như lưỡi bò thè ra, cuốn quanh cổ vị cao thủ này. Bát quái bí thủ Ngưu Thiệt Quyền Thảo. Lưỡi của bò thường thô ráp mà lại có lực. Tuy cạnh bên của cỏ rất sắc nhưng khi bò ăn cỏ sẽ không bị đứt lưỡi, có thể dễ dàng cuộn cỏ lại rồi nuốt vào bụng. Vị cao thủ này vừa lùi lại một bước, lập tức cảm thấy thế giới quay cuồng, cảnh tượng trước mặt đột nhiên quay 180 độ, gã ta nhìn thấy những khuôn mặt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, khóe mắt thậm chí còn liếc thấy bóng lưng của chính mình. Tôi, gã ta mở miệng định nói chuyện, sau đó thân thể phịch một tiếng ngã xuống, lưng chạm đất, khuôn mặt cũng chạm đất. Khi Tề Đằng Nhàn buông cổ người này ra, cánh tay, các cơ delta, cơ tam đầu, bắp tay và cơ cánh tay ngay lập tức căng cứng, những đường gân lớn trên cánh tay cũng phồng lên vì bị tắc nghẽn, không dừng lại, hắn theo đà đánh một đòn về phía đầu của một cao thủ bên cạnh. Nhóm cao thủ mặc dù vừa mới được dũng khí không sợ chết của cao thủ Hồng Bang truyền cảm hứng, nhưng khi nhìn thấy Tề Đằng Nhàn trong nháy mắt giết thêm hai người nữa thì không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Khi nhìn thấy một nắm đấm hướng về phía mình, suy nghĩ đầu tiên trong đầu chính là lui về phía sau. Muốn chạy. Nhưng Tề Đằng Nhàn ở phía sau đã giết muốn đỏ mắt rồi, dám can đảm ra tay với hắn khẳng định sẽ không tha một người nào. Một chiêu của hắn không đánh trúng người, lập tức nắm chặt nắm đấm, tạo ra một cương kính trong không trung, một cỗ khí kình vô hình từ nắm tay tỏa ra, hung hăng nện mạnh vào mũi cao thủ này. Cao thủ này bị cương kính đánh trúng, chỉ cảm thấy mũi đau nhức, tuyến nước mắt bị kích thích, nước mắt lập tức chảy ra, hai mắt không tự chủ mà nhắm lại. Một khi nhắm mắt lại, tự nhiên trở thành một con bò, một con cừu bị người khác làm thịt. Tề Đằng Nhàn tùy ý đi về phía trước, đi ngang qua gã ta, đi thẳng tới kẻ tiếp theo đã tấn công hắn. Khi đi ngang qua người này, hắn vung tay, dùng các ngón tay tạo thành nắm đấm rồi tung một cú quyền vào hạ bộ người này. Khiến người này chết ngay tại chỗ. Đây là cảnh giới đáng sợ, giết người như cắt cỏ, đánh người như đi đường vậy. Một quyền tùy tiện tưởng chừng như không có tổ chức lại có thể dễ dàng giết chết một ai đó. Quyền thuật như vậy đã dung hợp vào trong xương và gen, giống như những cao tăng Phật môn đã tu thiền đến mức ngôn xuất pháp tùy, sau khi bị hỏa táng sẽ để lại xá lợi, bây giờ nếu Tề Đằng Nhàn bị hỏa táng, hơn phân nửa cũng sẽ để lại mấy viên đồ chơi như vậy. Trong nháy mắt, trong tay Tề Đằng Nhàn lại có thêm một cái mạng người.
Người cuối cùng tự biết mình không thể trốn thoát nên lập tức chấp lấy cơ hội, trước khi Tề Đằng Nhàn bước tới, gã ta đã hung hăng đấm một quyền thẳng vào mặt Tề Đằng Nhàn. Nhưng chân vừa bước ra của Tề Đằng Nhàn dừng lại trên không một chút, hắn lấy chân trụ chống đỡ thân hình và xoay người sang trái để tránh một quyền này. Ngay sau đó, hai tay hắn hướng bụng, giữ lấy lực lượng chủ yếu, chân nhẹ nhàng nâng lên, xoay người thuận thế đá một cước, một chiêu hỉ thước đăng chi đá thẳng vào bụng người này. Một cước này tung ra, lực lượng của bắp chân và đùi được kết nối với nhau, khớp hông vặn xoắn giúp lực lượng chủ yếu bộc phát, không khác gì một viên đạn đại bác. Phanh! Vào khoảnh khắc người này bị đá vào bụng, người bay ra ngoài, hai mắt mở to, trong mắt như muốn rơi ra ngoài, máu từ miệng và mũi điên cuồng phun ra. Chỉ một cước, Tề Đằng Nhàn đã đá nổ ruột và dạ dày của người này, toàn bộ dạ dày sau khi bị trúng đòn đã vỡ nát, có thể sống sót mới là chuyện lạ. Sau khi người này chết, tinh thần chiến đấu của quần hùng vừa mới được khơi dậy đã hoàn toàn bị dập tắt, mọi người đều khiếp sợ đến mức lùi lại theo bản năng. Tề Đằng Nhàn tiếp tục bước đi, trực tiếp xuyên qua đám đông, định giết Trần Hùng Phi. Hắn ra tay giết chết mấy người, nghe có vẻ dài nhưng thực tế chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi mà thôi, hoàn toàn thể hiện ra về mặt công lực hắn đã nghiền ép những người này ở mọi phương diện. Người đang thu hút mọi sự chú ý là Chiến Phi, lúc này đã bị lu mờ, thậm chí trong lòng còn có suy nghĩ bỏ cuộc. Chiến sư phụ, cứu tôi! Trần Hùng Phi kêu lên. Tề Đằng Nhàn giống như một vị ma vương đã đến phía sau hắn ta, cỗ khí thế kinh khủng kia gần như khiến hắn ta nghẹt thở. Tổ chức đại hội võ thuật để bao vây tiêu diệt kẻ bán nước. Hiện tại, Tề Đằng Nhàn xuất hiện và bắt đầu giết chóc, nhưng không ai có thể ngăn cản được hắn. Lá gan của những cao thủ võ thuật phía nam này đều bị một mình hắn đánh cho cảm thấy lạnh lẽo. Tính cách do dự không quyết của Chiến Phi lại bắt đầu quấy phá, trong đầu anh ta xuất hiện rất nhiều suy nghĩ nhanh như tia chớp, rốt cuộc có nên ra tay cứu người hay không? Nếu cứu người, liệu anh ta có thể chống đỡ được không? Công lực của đối phương đã không nằm trong phạm trù mà anh ta có thể giải thích, cho dù anh ta có đi lên, có lẽ có thể đỡ được mấy chiêu. Nhưng cuối cùng chỉ sợ cũng không tránh khỏi cái chết. Sự do dự trong nội tâm của anh ta đã xác định kết cục của Trần Hùng Phi. Tên sát tinh Tề Đằng Nhàn đã chạy tới phía sau Trần Hùng Phi, vừa ra tay nhằm thẳng về phía đầu hắn ta. Tao liều mạng với mày. Thấy mình không thể trốn thoát, Trần Hùng Phi không khỏi gầm lên giận dữ, cấp cho mình thêm can đảm, dùng hết toàn bộ sức lực ra tay. Nhưng vẻ mặt của Tề Đằng Nhàn không hề dao động một chút nào, hắn giống như một thần chết, hắn dùng cánh tay nhẹ nhàng đỡ nắm đấm của Trần Hùng Phi, rồi dùng cánh tay kia đấm ra một quyền khác. Bùm! Một tiếng động lớn như tiếng trống. Thân thể của Trần Hùng Phi cũng không bay ra ngoài giống như những người trước đó. Bởi vì cỗ lực lượng này là xuyên thấu, trực tiếp xuyên qua ngực hắn ta. Tề Đằng Nhàn lùi lại một bước, Trần Hùng Phi quỳ xuống đất. Sau đó miệng hé ra, máu tươi điên cuồng chảy ra, hắn ta cố gắng hết sức lấy cả hai tay che miệng và mũi, nhưng máu vẫn chảy ra như suối. Trái tim của hắn ta đã bị đánh vỡ nát, toàn bộ khí huyết trong cơ thể chảy ngược dồn về phía đầu, nếu hắn ta có thể ngăn được thì mới là kỳ quái. Sau khi giết chết hai nhân vật quan trọng là Mạnh Huyền Thông và Trần Hùng Phi, ánh mắt của Tề Đằng Nhàn rơi vào người Chiến Phi. Sắc mặt Chiến Phi đột nhiên trở nên tái nhợt. Chiến sư phụ! Chiến sư phụ! Chiến sư phụ! Quần hùng cũng hướng ánh mắt nhìn về phía anh ta, miệng hét lên, coi anh ta thành vị cứu tinh duy nhất. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, giọng nói của mọi người tụ lại với nhau, một câu chiến sư phụ gần như khiến mái nhà thi đấu bị tốc lên. Nghe thấy những tiếng hò hét này, Chiến Phi không khỏi cảm thấy máu đang sôi trào, một cỗ khí thế khó có thể diễn tả bằng lời toát ra khỏi cơ thể. Nhưng Tề Đằng Nhàn lúc này lại hừ lạnh một tiếng, miệng phát ra một tiếng hổ gầm. Đây là hổ gầm kim trung cháo. Hầu hết các võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp sẽ phát ra âm thanh suy suy trong nháy mắt họ tung cú đấm, bởi vì khi họ phát ra âm thanh, vùng trung tâm sẽ căng cứng trong giây lát, điều này có thể cải thiện khả năng chống đấm của họ. Hổ gầm kim trung cháo cũng áp dụng nguyên tắc tương tự, nhưng việc tạo ra âm thanh đặc biệt hơn một chút. Thậm chí có thể thông qua âm thanh làm chấn động khí huyết toàn thân, đạt đến hiệu quả của kim trung cháo. Tiếng gào thét của hàng chục,
hàng trăm người đã bị tiếng gầm của Tề Đằng Nhàn trấn áp. Giống như khi một đống củi đang cháy đến đỉnh điểm, bỗng nhiên có một thùng nước lớn từ phía trên dội xuống, khiến cho người ta cảm thấy chán nản và bất lực. Sức mạnh của một người có thể đánh bại cả quần hùng. Nhiệt huyết của chiến phi vừa sôi trào và ý chí chiến đấu dần thức tỉnh của anh ta lập tức bị tiếng hổ gầm này trấn áp. Anh ta mím môi, vẻ mặt thâm trầm. Vẻ mặt của Tề Đằng Nhàn lúc này lại trở nên lạnh lùng, hắn đột nhiên quay người lại, lao về phía lối vào nhanh như điện. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Khẳng định là do thể năng của hắn liên tục bùng nổ nên đã gần như khô kiệt. Mọi người đồng loạt ra tay đánh chết hắn. Quần hùng lần lượt tỉnh táo lại, đều hét lên, bọn họ nghĩ rằng Tề Đằng Nhàn đã kiệt sức nên nghĩ đến việc bỏ chạy. Chiến phi hưng phấn, chuẩn bị đuổi theo. Lúc này mới phát hiện Tề Đằng Nhàn lao vào trong màn mưa đã gặp được một người. Người này cũng đi trong làn mưa mà đến. Hơn nữa, người đàn ông này dáng người khôi ngô, trạng thái tĩnh, thiên phú siêu phàm, người đó vừa ra tay, thanh thế còn lớn hơn tiếng mưa đang rơi tầm tã xuống đất. Cao thủ này từ đâu tới? Chiến phi không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Anh ta nhìn thấy người trong mưa nhanh chóng tiếp xúc với Tề Đằng Nhàn, trong nháy mắt ra quyền, màn mưa bị văng ra, trong vòng một mét xung quanh thân thể gần như trở thành chân không. Tề Đằng Nhàn không phải bị thể năng khô kiệt và chuẩn bị chạy trốn như quần hùng suy đoán, mà là hắn cảm thấy đại địch sinh tử thực sự của mình. Giữa mưa gió, có một cỗ khí tức đáng sợ đang đến gần. Cho nên, hắn trực tiếp lao ra khỏi nhà thi đấu. Khi ra thế giới rộng lớn bên ngoài, hắn có thể chiến đấu hoặc rút lui, nếu hắn ở trong nhà thi đấu và bị đại địch sinh tử này chặn cửa, tình thế chắc chắn sẽ trở nên rất nguy hiểm. Quả nhiên, anh vẫn chưa rời khỏi Hương Sơn, Clark, anh thật dũng cảm. Tề Đằng Nhàn lạnh lùng nói, lập tức tách khỏi Clark, vẻ mặt cực kỳ cảnh giác, tinh thần trở nên căng thẳng. Clark nở nụ cười trên môi, vậy thì sao, Tề sư phụ, anh có muốn gia nhập nước Mỹ chúng tôi không? Chỉ cần anh gật đầu, tôi đảm bảo rằng anh có quyền thế ngập trời, có thể ngang hàng với tôi và cùng nhau điều khiển CIA. Tuy nhiên, Tề Đằng Nhàn cũng cười ha hả nói, đối với chuyện ngồi ngang hàng với anh, điều tôi muốn làm hơn là đánh chết anh. Clark lắc đầu nói, những kẻ có quyền lực ở Trung Quốc đã hãm hại anh, bức tử người anh em của anh, thậm chí còn liệt anh vào danh sách phần tử khủng bố. Nếu anh gia nhập đất nước chúng tôi, anh sẽ có vinh hoa phú quý cả đời. Hơn nữa, với khả năng của đất nước chúng tôi giúp anh lấy lại thanh danh cũng không có gì to tát cả. Trong khi anh ta đang nói những lời này, anh ta đã ra tay. Kinh lực dồn xuống chân, bắp chân phồng lên, ngay khi ngoại cương toát ra ngoài, toàn thân nhanh như một tia chớp, xuyên qua màn mưa và đến trước mặt Tề Đằng Nhàn. Chân trước vừa hạ xuống, anh ta lập tức giơ tay phải lên, ngón tay nắm chặt tạo thành quyền, giơ lên không trung. Tạo thành một cái chảm chủy rồi chém xuống đầu Tề Đằng Nhàn. Khoảnh khắc nắm đấm của anh ta giáng xuống, năm ngón tay của anh ta khép lại rồi oanh một tiếng, một luồng khí kinh khủng khiếp bùng nổ từ lòng bàn tay anh ta, khiến nước mưa trong không khí bay tán loạn, khu vực xung quanh nắm đấm của anh ta biến thành vùng chân không. Chiêu chảm chủy này nhìn có vẻ bình thường nhưng trên thực tế nó đã siêu việt cực hạn thể năng của con người, vô cùng cuồng bạo, vô cùng bá đạo. Thậm chí mơ hồ có cảm giác rằng nó đang cố gắng chân áp đà khí thế vô địch của Tề Đằng Nhàn. Đồng tử của Tề Đằng Nhàn co rút dữ dội, trong phút chốc, hơi thở của hắn bị kìm nén, khí huyết điền cuồng vận chuyển, màn mưa không còn bị ngoại cương đánh văng ra nữa mà rơi xuống người hắn. Nhưng bởi vì khí huyết trong cơ thể hắn đang sôi trào nên ngay khi hạt mưa vừa rơi xuống, nó lập tức bốc hơi thành xương trắng từ từ bay lên. Toàn thân hắn trong giây lát căng thẳng đến cực điểm, toàn bộ sức lực đều ẩn chứa bên trong nội đan. Đối mặt với cỗ khí thế giống như muốn chém xuyên toàn bộ màn mưa ở Hương Sơn, Tề Đằng Nhàn không hề nao núng, toàn bộ lực lượng trong đan điền ngay lập tức bùng nổ, dồn vào nắm đấm, một cú pháo quyền bắn thẳng lên tận trời. Oanh! Khi hai nắm đấm này va vào nhau trên không trung, âm thanh do chúng phát ra không kém gì một vụ tai nạn ô tô. Clark nhìn thấy Tề Đằng Nhàn đỡ được cú đấm của mình mà không hề lui lại dù chỉ nửa bước, tinh thần không khỏi tập trung hơn, một quyền vừa rồi có thể giết được một con voi. Tuy nhiên, Tề Đằng Nhàn đã thực sự đỡ được, hơi thở ổn định,
bước đi vững vàng và thậm chí không lùi lại nửa bước. Tề Đằng Nhàn vừa mới trải qua một phen chém giết trong nhà thi đấu, thể năng chắc chắn đã tiêu hao, nhưng không ngờ rằng hắn vẫn có thể tung ra một quyền ngang sức với anh ta, điều này quả thực khiến anh ta không thể tin được. Năm ngón tay của Clark đồng thời duỗi ra, phía trên ngón tay của anh ta, ngoại cương tỏa ra, những đầu ngón tay đó còn chưa chạm vào da của Tề Đằng Nhàn, khiến cho anh ta cảm giác đau đớn như có dòng điện chạy qua. Tuy nhiên, Tề Đằng Nhàn cũng là cao thủ cùng đẳng cấp, khí như một tấm lưới lớn, thần đi một vòng, cương kình bộc phát ra từ máu thịt của hắn, triệt tiêu cỗ ngoại cương khiến hắn cảm thấy khó chịu. Xoạch! Những ngón tay của Clark nắm chặt cổ tay của Tề Đằng Nhàn, sau đó anh ta kéo xuống, giống như móng vuốt của đại bàng, lại giống như một cú hổ vồ. Ngay khi anh ta vừa mới kéo cánh tay của Tề Đằng Nhàn xuống dưới, Clark lập tức đưa cánh tay của anh ta lên trước để áp chế, đồng thời, cánh tay còn lại của anh ta giơ lên, hai ngón tay thò ra như rắn độc, trực tiếp chọc thẳng vào hai con ngươi của Tề Đằng Nhàn. Được được, không hổ là thủ lĩnh của tổ chức thần bí CIA, được mệnh danh là mạnh nhất nhân loại, quả nhiên là có chút tài năng. Tề Đằng Nhàn nghĩ thầm. Đối mặt với đòn này, hắn dường như đã đoán được trước, một cú đấm từ bên dưới đánh lên, đánh vào cổ tay của đối phương khi còn cách mắt hắn khoảng 3 phân. Clark đột nhiên cảm thấy cổ tay Tề Đằng Nhàn trượt đi, lực nắm của anh ta dường như đang tuột đi, sau đó, cổ tay của đối phương thuận thế giãy ra, thoát khỏi sự khống chế của anh ta. Còn chưa kịp suy nghĩ, anh ta cảm giác được nắm đấm của Tề Đằng Nhàn đã giơ lên, nắm đấm trực tiếp đánh về phía bụng anh ta. Nắm tay còn chưa chạm vào người, Clark đã cảm nhận được áp lực lên bụng mình, điều khiến anh ta cảm thấy đáng sợ hơn nữa là một quyền này lại lặng yên không có tiếng động, kinh lực ẩn giấu tới cực hạn nhưng uy lực lại không hề yếu chút nào. Chân trái của Clark bước sang bên trái một bước, hai bên cơ mông kẹp lại, trên xương cụt dường như mọc ra một cái đuôi vô hình, vẫy nhẹ một cái, toàn bộ cơ thể anh ta lướt ngang sang trái di chuyển ra ngoài. Một quyền của Tề Đằng Nhàn đấm vào không trung, trong khoảnh khắc cú đấm thất bại, cỗ lực lượng kia cũng bùng nổ, mưa rơi bị đánh bay loạn khắp nơi, khi chạm đất thì phát ra tiếng tanh tách, giống như hòn đá rơi xuống đất. Cơn mưa vừa đánh bay đi nếu va vào người cũng có thể khiến cho một người trưởng thành bị ngã, có thể tưởng tượng được sức mạnh hủy diệt ẩn chứa trong cú đấm này. Quần hùng trong nhà thi đấu không khỏi choáng váng khi nhìn thấy hai người đánh nhau. Tôi luyện võ 30 năm, cả đời này chưa từng gặp qua người nào khoa trương như vậy. Người da trắng đó có lai lịch như thế nào? Một người nước ngoài không ngờ có thể luyện công phu đến trình độ này, có thể sánh ngang với tên trộm họ Tề. Đây đúng là thần tiên đánh nhau. Võ công của hai người này quá cao, nếu võ công không đủ mạnh mà lại gần để xem trận chiến, màng nhĩ sẽ bị quyền kình xuyên thủng. Trong nhà thi đấu, quần hùng nhìn hai người chiến đấu thông qua hành lang đều sợ hãi, bọn họ cảm thấy một trận luận võ như vậy hoàn toàn không thuộc phạm vi nhân loại. Hoàn toàn là hai vị lục địa thần tiên đang đánh nhau. Vẻ mặt của Chiến Phi trở nên căng thẳng, cảm thấy miệng khô khốc. Đối với nhân vật có cấp bậc này, ít nhất phải có ba anh ta mới đánh bại được. Lại nói tiếp, Clark vừa né được bán bộ băng quyền của Tề Đằng Nhàn, ngay khi anh ta vừa đứng vững, lập tức búng ngón tay, từng đạo khí kình xuyên qua không trung rơi xuống mặt đất đầy nước, tạo thành xoáy nước. Cùng lúc đó, bả vai anh ta rung lên, tay anh ta đã nảy lên, trên bầu trời bỗng nhiên có một tia chớp xẹt qua không trung, trong nháy mắt tia chớp chiếu sáng trời đất. Cánh tay anh ta chộp thẳng vào xương sườn của Tề Đằng Nhàn. Nếu một chảo này cắm vào, toàn bộ xương sườn sẽ bị móc ra, ngay cả quả thận của Tề Đằng Nhàn cũng có thể bị móc ra ngoài. Hơn nữa, thể chất của Clark vượt trội hơn Tề Đằng Nhàn, anh ta cao, cánh tay dài, xương thô to hơn, anh ta còn tận dụng cơ hội tia chớp lóe lên để ra đòn, khiến người ta khó có thể nhìn rõ động tác của anh ta. Tuy nhiên, Tề Đằng Nhàn dường như toàn thân đều có mắt. Hắn kẹp chặt hông, hơi vặn eo, vung tay đánh mạnh vào cánh tay của anh ta. Sau khi va chạm, không nói một lời hắn lắc lắc người, như biến thành một con gấu già, vươn tay ôm lấy thân thể Clark. Khi đối mặt với những đòn tấn công dữ dội của Tề Đằng Nhàn, Clark cũng không hề nhượng bộ, anh ta giang hai tay ra để đón đỡ. Cánh tay của hai người va chạm với nhau, đầu gối đẩy ra phía trước, ngoại cương tuôn ra ngoài nổ tung ầm ĩ, cùng lúc đó, cuộc phân cao thấp giữa các cánh tay cũng bước vào giai đoạn gay cấn.
Tề Đằng Nhàn bên này đang hung hăng chảo phá, trong khi Clark bên kia hóa giải từng cái một cách có trật tự. Công phu nghe kinh lực của cả hai người đều ở mức không phải con người, chỉ cần kinh lực của đối phương vừa mới tuôn ra là họ đã có thể biết được sức mạnh của đối phương. Anh quấn lấy tôi nhổ ra, anh tóm lấy tôi hóa giải, anh bắt tôi lùi. Chỉ trong vòng 3 giây, có hơn 10 loại kinh lực khác nhau điên cuồng va chạm. Cả hai đều đang ở trong trạng thái tập trung cao độ, vô cùng khẩn trương, ra đòn vừa nhanh vừa mạnh, đúng là gặp địch giống như thiêu thân gặp lửa. Hiện tại chính là cơ hội tốt để giết tên trộm họ Tề. Lúc này Chiến Phi ở phía nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng hét lên. Quần hùng lập tức tỉnh táo lại. Có người nói, sư phụ Chiến, mặc dù tên trộm họ Tề là kẻ bán nước, là phần tử khủng bố, nhưng người Mỹ cũng không phải là người tốt. Người kia vừa tự nhận là người của CIA, chắc chắn là kẻ thù của đất nước chúng ta. Sư phụ Chiến, chúng ta phải biết phân biệt rõ ràng đúng sai. Tên trộm họ Tề tuy là kẻ đáng giận, nhưng chúng ta không thể giúp người Mỹ đánh anh ta. Tôi cảm thấy mọi người nói đúng. Nếu chúng ta ra tay vào lúc này thì chúng ta có khác gì với kẻ bán nước đâu. Quần hùng cũng không hề để cơn nóng giận làm mất lý trí, dù sao bọn họ đều được coi là cao thủ một phương. Bọn họ hiểu rất rõ chuyện gì đúng chuyện gì sai. Clark thân là một nhân vật lớn của CIA Mỹ, chạy đến Hương Sơn để gây rối, nếu bọn họ giúp anh ta thì chẳng khác nào bán nước. Chiến Phi nghe thấy lời nói của quần hùng, sắc mặt không khỏi cứng đờ, sau đó tâm tình có chút chán nản. Trải qua lần đại hội võ đạo này, e rằng danh tiếng của anh ta không những không tăng lên, trái lại vì vậy mà tụt dốc không phanh. Lúc này, Clark mơ hồ cảm thấy có chút nguy hiểm, anh ta cảm giác được có rất nhiều ác ý, như thể chúng nó bao vây anh ta từ bốn phương tám hướng. Là người của Vĩnh Dạ Quân đang chạy đến. Tề Đằng Nhàn đã liên lạc với Vĩnh Dạ Quân từ trước, yêu cầu bọn họ hỗ trợ hắn rút lui lúc diễn ra đại hội võ đạo hôm nay. Clark quyết định nhanh chóng, hạ thấp lưng xuống đứng tấn, bỏ qua song trưởng của Tề Đằng Nhàn, song quyền đấm thẳng vào mặt hắn. Đối mặt với hai quyền mãnh liệt như vậy, Tề Đằng Nhàn đã tiêu hao rất nhiều thể năng cũng không lựa chọn dùng sức ngăn cản mà bước ra bộ pháp bát quái để tránh né. Nhưng khi hắn tránh lui, lại để cho Clark chấp lấy cơ hội, hai bàn chân đột nhiên cuộn tròn lại, rồi duỗi ra, toàn thân lập tức bắn về phía sau. Tốc độ đó có thể so sánh với một viên đạn đại bác bắn ra từ nòng pháo, giống như muốn xuyên thủng màn mưa bao phủ trời đất. Tề Đằng Nhàn cũng biết Vĩnh Dạ Quân đã đến, Clark lại là kẻ thù mạnh như vậy. Nên tốt nhất phải giữ anh ta ở lại Hương Sơn. Vì thế, hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức dậm chân xuống đất, hơi nghiêng người về phía trước, lập tức lao xuống đuổi theo. Trong chốc lát, hai người đã lao ra khỏi quảng trường chính của sân vận động, chỉ thấy bóng người thoáng lóe lên, lại đi xa hơn một đoạn. Lần trước Tề Đằng Nhàn bị Clark đuổi giết ở San Francisco. Lần này đến lượt hắn đuổi giết Clark, có thể nói là phong thủy luân chuyển. Trong lòng Clark không khỏi thở dài một tiếng, anh ta đã đánh giá quá cao Chiến Phi và nhóm cao thủ đến tham gia đại hội võ đạo, bọn họ đều quá nhát gan, nếu không hôm nay chắc gì Tề Đằng Nhàn đã lấy được ích lợi trước mặt anh ta. Chiến Phi này võ công tu luyện cũng không tệ, đáng tiếc sử dụng sai chỗ, nên khó có thể trở thành cao thủ đứng đầu như chúng ta. Thật sự là bùn nhão không chát được tường, Clark thầm nghĩ. Vừa bước thêm một bước, trước mặt anh ta là một vũng nước lớn. Anh ta vừa bước chân xuống, nước trong vũng nước sâu khoảng 30 phân, lập tức nổ tung như bị chúng ngư lôi, biến thành một màn nước khổng lồ. Tề Đằng Nhàn truy đuổi ở phía sau Clark cách chưa đầy 4 mét, khoảng cách 4 mét này, hắn chỉ cần bước một bước nhỏ là có thể vượt qua. Vì vậy, ngay khi màn nước vừa nổ tung, thân thể của hắn đã lao tới trước màn nước. Nhưng đúng lúc này, một quyền đột nhiên xuyên qua màn nước, đánh thẳng vào đầu hắn. Không tốt. Anh kêu to trong lòng. Một cước của Clark hất tung nước trong vũng nước lên, tạo thành một màn nước che khuất tầm nhìn của hắn, sau đó vặn người xúc thế, khi hắn đến gần thì lập tức đấm ra một quyền. Tề Đằng Nhàn cố gắng dừng lại, quán tính mạnh khiến hai chân hắn dùng sức quá lớn dậm mạnh xuống đất, tạo ra hai tiếng rầm rầm giống như hai quả lựu đạn nổ tung, khiến đất đá vụn trên mặt đất rắn chắc bay lên. Đối mặt với một quyền hướng thẳng vào đầu mình. Hắn nghiêng đầu sang một bên, khó khăn lắm mới tránh được. Nhưng ngay sau đó, bóng dáng của Clark chui ra khỏi màn nước,
tiến lên một bước, những ngón tay tạo thành chảo, chụp xuống để tóm lấy. Đây là một bộ liên hoàn sát chiêu. Tề Đằng Nhàn cưỡng ép dừng cơ thể lại, lúc này khí huyết trong cơ thể hắn bị phản chấn, lạc nhân cơ hội này bật người lập tức chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Đối mặt với cầm nã thủ của Clark, khí huyết toàn thân Tề Đằng Nhàn vận chuyển, cương khí toát ra ngoài, vận dụng chiêm y thập bát điệt. Nếu là một cường giả bình thường sẽ bị Tề Đằng Nhàn ném ra xa 3 đến 5 mét. Nhưng Clark là ai? Được biết đến là nhân loại mạnh nhất. Tề Đằng Nhàn đã ăn nhiều thiệt thòi trong lần so đấu kinh lực này, nhưng dù sao công lực của hắn cũng rất mạnh mẽ, và trạng thái của hắn cũng đang ở đỉnh cao vì đã giết mấy người liên tiếp. Miệng hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng hổ gầm, cưỡng ép sinh ra một cỗ kình lực để cứng rắn chống đỡ. Bùm! Giống như một quả ngư lôi khác phát nổ, giọt nước vừa rơi xuống còn chưa kịp tụ lại đã bị nổ tung lần nữa. Thân thể của Tề Đằng Nhàn lùi lại sau khi màn nước dâng lên lần nữa, hai chân kéo lê trên mặt đất, chân hắn đi đến đâu, trên nền xi măng lộ ra hai vết cầy trắng xóa. Lần trước anh dùng phách quyền đánh tôi một quyền. Lần này tôi trả lại anh một trường. Clark cười lớn, nhưng giọng nói ngày càng xa dần, và khi anh ta nói đến từ cuối cùng thì chỉ có thể nhìn thấy bóng người mờ ảo. Anh ta đi đến đâu cũng để lại một dấu chân thật sâu, hoàn toàn không tiếc thể năng trốn chạy, để tránh bị bao vây. Ngay sau đó, hàng loạt tiếng súng vang lên. Tuy nhiên, những viên đạn bắn đó không thể bắn trúng Clark đang chạy rất nhanh. Tuy nhiên, lưới hỏa lực bằng súng tiểu liên của Vĩnh Dạ Quân cũng rất mãnh liệt, Tề Đằng Nhàn có thể ngửi thấy mùi máu gần như không thể nhận ra trong màn mưa dày đặc. Rõ ràng, Clark cũng trúng đạn và đã bị thương. Đáng tiếc, bị hắn bỏ xa một khoảng cách như vậy, mình có cố gắng đuổi theo cũng không đuổi kịp được. Tề Đằng Nhàn không khỏi thở dài trong lòng, cảm thấy có chút tiếc nuối. Đây là một cơ hội tuyệt vời để giữ Clark lại, dù sao đây cũng là Hương Sơn. Có Vĩnh Dạ Quân trợ giúp hắn. Nhưng võ công của Clark rất cao, trong sự sắp xếp của Vĩnh Dạ Quân vẫn còn một số lỗ hổng. Tề Đằng Nhàn nghe thấy tiếng còi cảnh sát truyền đến từ màn mưa phía xa. Du 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 du. Bên phía Vĩnh Dạ Quân cũng phát ra tín hiệu rút lui. Một chiếc ô tô màu đen có rèm che xuất hiện ở cuối đường. Tề Đằng Nhàn nhíu mày, trong đại hội võ đạo này, vốn dĩ hắn muốn giết Chiến Phi. Nhưng Clark lại chạy đến phá rối nên kế hoạch này chỉ có thể thất bại. Bây giờ quay lại là quá mạo hiểm, rất có thể sẽ bị người của chính phủ bao vây, chưa biết chừng quân đội đã được điều động đến rồi. Tuy nhiên, cho dù có giữ lại cái mạng chó của Chiến Phi thì danh tiếng của người này cũng đã bị hủy hoại hoàn toàn. Tề Đằng Nhàn vừa đi vừa suy nghĩ, cũng đã đi đến cuối đường rồi đi lên chiếc xe có rèm che. Chiếc xe có rèm nhanh chóng khởi động rồi đi về phía cảng. Tình hình thế nào, Kiều Thu Mộng ngồi trong xe nhìn thấy bộ quần áo rách dưới của Tề Đằng Nhàn, không khỏi hỏi. Mạnh Huyền Thông và Trần Hùng Phi đều chết trong tay tôi, còn có mấy cao thủ cũng bị tôi đánh chết. Tuy nhiên Chiến Phi vẫn còn sống, Tề Đằng Nhàn lắc lắc đầu nói. Kiều Thu Mộng nghe xong không khỏi yên tâm, nói Chiến Phi còn sống cũng không sao, thiếu chủ của Hồng Bang và thiếu đà chủ của Long Môn đều chết trước mặt hắn. Sau chuyện này, danh tiếng của hắn sẽ bị hủy hoại và sẽ khó ngưng tụ được lòng người. Trận chiến ngày hôm nay, có thể nói anh đã dùng sức lực của bản thân đánh gãy hơn phân nửa sống lưng của võ lâm phía Nam. Dùng lực một người đối địch với cả một quốc gia cũng chỉ như thế. Tề Đằng Nhàn cũng thở dài nói, điều khiến tôi tiếc hận nhất là để cho Clark chạy thoát. Người này có võ công siêu tuyệt, không hề yếu hơn tôi. Để anh ta chạy mất chắc chắn sẽ trở thành một mối họa lớn sau này. Kiều Thu Mộng nói, muốn giữ lại một cao thủ như vậy rất khó, lần trước ở Mỹ không phải anh ta cũng không giữ được anh hay sao? Lần này anh ta cũng bị thương, xem như có qua có lại, đáp lễ lại anh ta. Tề Đằng Nhàn nói, tại đại hội võ đạo giết nhiều người như vậy, sự việc huyên náo rất lớn. Tôi muốn rời khỏi Hương Sơn càng sớm càng tốt, chỉ sợ không lâu nữa, quân đội sẽ tiến hành phong tỏa quy mô lớn, hơn nữa hầu hết các cao thủ trong nước sẽ tới, cô phải cẩn thận. Kiều Thu Mộng bình tĩnh nói, anh yên tâm, Vĩnh Dạ Quân chúng tôi giỏi nhất là ẩn nấp trong bóng tối, xé lẻ thành từng nhóm nhỏ. Chẳng mấy chốc, xe đã đến gần bến cảng. Tề Đằng Nhàn khẽ gật đầu với Kiều Thu Mộng rồi đẩy cửa bước xuống xe. Lúc này, mưa to đã dần dần nhỏ đi.
Thuyền trưởng nhìn thấy bóng dáng của Tề Đằng Nhàn, ông ta lập tức khởi động tàu, chờ sau khi hắn lên tàu, ông ta lập tức lái thuyền rời khỏi nơi này. Ra nước ngoài rồi cũng phải hết sức cẩn thận, Kiều Thu Mộng nhắc nhở Tề Đằng Nhàn. Yên tâm, Tề Đằng Nhàn đáp lại một câu, sau đó lên thuyền. Thuyền trưởng lập tức cho thuyền ra khơi, rời khỏi bến cảng, đi không lâu là có thể tiến vào vùng biển quốc tế, sau đó đi thẳng đến Nam Dương. Lúc này Quý Khải đã tỉnh lại, bị trói dưới cột buồm, vẻ mặt tức giận, đang lớn tiếng quát mắng. Con dê béo này ồn ào quá, nếu không phải thấy hắn có giá trị, tôi đã cắt đầu lưỡi của hắn rồi. Thuyền trưởng khó chịu nói với Tề Đằng Nhàn. Ha ha, không cần tiền nữa hay sao? Tề Đãng Tiên đưa tay vỗ vỗ thuyền trưởng, thản nhiên nói. Thuyền trưởng bĩu môi nói, tôi bị hắn quấy nhiễu tinh thần lâu như vậy, có thể lấy thêm tiền không? Tề Đằng Nhàn thầm nghĩ hắn cho ông ta một khoản lớn như vậy nên bị ám ảnh bởi tiền phải không? Ông bạn à, kiếm tiền dễ thế sao? 1/10 là tốt rồi, đừng có không biết chừng mực. Tề Đằng Nhàn nghiêm túc nói, tôi có thể cho ông một cơ hội được nghỉ phép miễn phí, ông có muốn không? Như vậy cũng khá tốt, suốt ngày lênh đênh trên biển cũng mệt chết đi được, nghỉ phép miễn phí đương nhiên là được rồi. Thuyền trưởng lập tức gật đầu đồng ý. Tham quan nhà tu Udo 3 tháng thì thế nào? Đảm bảo sẽ vô cùng đặc sắc. Tề Đằng Nhàn khoác tay lên vai thuyền trưởng rồi mỉm cười nói. Sắc mặt của thuyền trưởng cứng đờ, mặc dù ông ta chưa từng đến nhà tù này, nhưng ông ta đã nghe rất nhiều tù nhân ra khỏi nhà tù này nói về những điểm đặc sắc của nhà tù này. Trong nhà tù có hai kẻ biến thái lớn và nhỏ. Kẻ biến thái lớn tuổi có xu hướng bạo lực và thích đánh nổ đầu. Người nhỏ tuổi có sở thích SM, thích trói người ta lại và treo ngược lên. Ha, tôi đây không đi thì tốt hơn, chuyện thêm tiền không cần nghĩ nữa, cứ trả theo lời hứa ban đầu là được. Thuyền trưởng ho khan hai tiếng, mỉm cười đáp lại. Tề Đằng Nhàn buông bờ vai của ông ta ra, những ông già này được chút ánh sáng là đòi hỏi, không dạy cho một bài học thì không biết phân biệt ai lớn ai nhỏ. Quý Khải nhìn thấy Tề Đằng Nhàn đi tới, không khỏi hét lên, họ Tề kia. Tên bán nước, phần tử khủng bố, sao mày dám bắt cóc tao? Sau đại hội võ đạo, mày sẽ bị các cao thủ của toàn bộ võ lâm phía Nam bao vây tiêu diệt, tao muốn xem mày có thể sống trong bao lâu. Đại hội võ đạo, ông đây vừa mới từ đó về, Mạnh Huyền Thông và Trần Hùng Phi đều bị tôi đánh chết. Anh khiêu khích tôi như vậy là muốn đi cùng bọn họ à? Tề Đằng Nhàn hỏi. Quý Khải nghe xong lời này, trong lòng cảm thấy kinh hãi, sau đó hoảng sợ nói. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ở đại hội võ đạo có rất nhiều cao thủ, thậm chí có cả thần thủ chiến phi ở đó. Dưới tình huống như vậy, mày còn có thể giết Mạnh Huyền Thông và Trần Hùng Phi. Tao không tin. Tề Đằng Nhàn lộ vẻ mặt âm trầm nói, còn dám hô to gọi nhỏ. Không tin, tôi thật sự giết anh bây giờ. Quý Khải nghiến răng nghiến lợi nói, mày đừng có giả vờ nữa. Mau thả tao ra. Nếu không nhà họ Quý sẽ không buông tha cho mày. Dựa vào mối quan hệ giữa nhà họ Quý và đế quốc Anh, có thể khiến cho mày khó có thể đi lại tự do ở nước ngoài. Tề Đằng Nhàn giơ nắm đấm lên và lạnh lùng nói, tôi nghĩ anh thực sự muốn chết. Nắm đấm của tôi, rất lớn, hãy chịu đựng. Quý Khải nhìn thấy một quyền đánh vào mặt mình, sợ đến mức vội vàng nhắm mắt lại. Tuy nhiên, nắm đấm cũng không đập vào mặt anh ta. Nhưng luồng gió do quyền kình tạo ra khiến da mặt anh ta run lên, áp lực của gió khiến anh ta hô hấp khó khăn. Quý Khải mở mắt ra, sắc mặt tái nhợt, sau đó lại cười nói, tao biết mày không dám giết tao. Ha ha, giả bộ thì có ai không biết chứ. Thuyền trưởng cũng cảm thấy Quý Khải nói chuyện không ngừng có chút ồn ào, thế là nói, thật nhàm chán, hắn cứ nói mãi như vậy có phiền không chứ. Nói xong, ông ta tùy tiện tìm một cái rẻ rách. Trực tiếp bịt miệng Kỳ Khải lại. Tề Đằng Nhàn cười cười, không để ý tới anh ta, Quý Khải đương nhiên là không thể giết, nếu không phải từ bỏ 20 triệu đô hay sao. Bây giờ hắn nợ bên ngoài nhiều quá, phải trả thôi. Mặc dù hắn có thể nói giống như Triệu Mạn Nhi, tôi dựa vào bản lĩnh của mình vay tiền, tại sao lại phải trả lại. Nhưng kể từ đó, danh tiếng và uy tín của hắn sẽ bị hủy hoại, về sau còn muốn lăn lộn trên giang hồ nữa hay không? Tề Đằng Nhàn thay quần áo khô, quần áo này là của thuyền trưởng, chưa hề mặc qua một lần. Dù sao cũng phải trả thêm tiền, chàng trai,
không rẻ hơn được đâu. Thuyền trưởng cười lớn. Được rồi, đưa tài khoản của ông cho tôi sẽ dùng tài khoản của tôi để chuyển tiền ngay cho tôi. Tề Đằng Nhàn cười lạnh nói. Thuyền trưởng không trả lời, Tề Đằng Nhàn hiện tại là một phần tử khủng bố, nhận tiền do hắn chuyển không phải là nói, tôi là đồng phạm của hắn, các người đến bắt tôi đi. Thuyền trưởng ho khan rồi nói, quên đi, nhưng, bộ quần áo của anh là tôi mua ở Mỹ. Tề Đằng Nhàn nói, thì ra ở Mỹ cũng có Phúc Điền Thị. Còn bộ quần áo cậu bé London của anh thì sao? Tôi đoán là tôi sẽ đi ăn thịt nướng trong bộ trang phục này. Ông đây mặc bộ này đi ra ngoài ăn nướng, có lẽ cũng không có người dám bán cho tôi. Đội trưởng cảm thấy không thể tiếp tục nói chuyện với Tề Đằng Nhàn nữa, chuyên môn vạch trần khuyết điểm của mình. Tề Đằng Nhàn thấy tạnh mưa rồi, hắn di chuyển một chiếc ghế nằm lên bong để nằm, mở một chai rượu sâm panh Perignon. Vừa nhấp một ngụm lập tức phun ra, mẹ nó rượu gì thế này? Thuyền trưởng này chỉ sợ không phải chỉ cần làm đầu rắn thôi đâu. Có lẽ còn tham gia buôn lậu nhiều loại hàng giả khác nhau. Nhà họ Quý bên này không khỏi rơi vào trạng thái kinh ngạc sau khi biết Tề Đằng Nhàn đã trốn thoát khỏi Đại hội Võ Đạo thành công. Mọi người đều biết rằng Đại hội Võ Đạo này được tổ chức để đánh bại Tề Đằng Nhàn. Kết quả là chính chủ đã đến. Trong đại hội võ đạo có không ít cao thủ bị giết và bị thương nhưng người ta lại thoải mái rời đi, thậm chí còn có hai người trẻ tuổi bị đánh chết tại chỗ. Hai tổ chức thế lực lớn như Hương Sơn Hồng Bang và Hương Sơn Long Môn đều không khỏi tức giận, phái cao thủ đi tìm hắn, thậm chí còn treo thưởng. Tuy nhiên, tiền thưởng có tác dụng của nó, thiếu gia Jimmy the Rothschild bị giết, tiền thưởng lên tới 100 triệu đô la Mỹ nhưng không ai có thể lấy được. Ông cụ Quý thở dài. Sau đó ra lệnh cho thư ký chuẩn bị đô la Mỹ để chuộc Quý Khải từ tay Tề Đằng Nhàn về. Đồng thời ông ta cũng âm thầm vui mừng, lúc Tề Đằng Nhàn tới cửa bắt cóc Quý Khải, người nhà họ Quý không lựa chọn phản kháng nếu không thì không biết sẽ chết bao nhiêu người. Tên này hiện giờ đã mang danh phần tử khủng bố, nếu đắc tội hắn thì rất có thể hắn sẽ trực tiếp giết chết mà không có chút lưu tình. Tin tức về Tề Đằng Nhàn xuất hiện tại Đại hội Võ Đạo Hương Sơn. Đồng thời đại khai sát giới ngay lập tức được lan truyền, thậm chí còn kinh động tới giới lãnh đạo cao nhất của Hoa Quốc. Có người còn mượn đề tài này để nói chuyện của mình, nói rằng phần tử khủng bố Tề Đằng Nhàn này thực sự quá liều lĩnh và nguy hiểm, nếu lần sau còn dám lộ diện thì nhất định phải giết bằng bất cứ giá nào. Tề Đằng Nhàn, người đã biến Hương Sơn thành một mớ hỗn độn hiện giờ đang nằm trên thuyền phơi nắng, uống rượu champagne giả và ăn cá ngừ do chính thuyền trưởng thái lát. Cuộc sống này vẫn vô cùng hạnh phúc. Ba ngày sau, cuối cùng con tàu cũng cập bến. Địa điểm là tại cảng đảo Tháp Mã ở Nam Dương. Tề Đằng Nhàn cảm thấy địa danh này khá thú vị, đảo Tháp Mã, con mẹ nó. Cả người Quý Khải hơi thoi thóp, sắc mặt tái nhợt, chân tay bất lực như thể mắc bệnh nặng. Mặc dù Tề Đằng Nhàn không hành hạ anh ta trong mấy ngày qua nhưng sao anh ta có thể chịu được nếu bị trói và phơi nắng. Cừu to béo, chờ tôi lấy được tiền thì sẽ thả cậu đi. Tề Đằng Nhàn cười cười vỗ mặt Quý Khải và nói. Lúc này Quý Khải không dám ra vẻ với hắn, thậm chí anh ta cũng không dám nói nửa câu. Cuối cùng Quý Khải không nhịn được nữa, trầm giọng hỏi, mày vẫn luôn ẩn nấp ở Hương Sơn và ngụy trang thành Lý Bán Tiên gì đó phải không? Tề Đằng Nhàn sững sờ rồi nói, không ngờ cậu khá thông minh, thế mà lại đoán được. Quý Khải lạnh lùng nói, tao biết ngay mà. Tề Đằng Nhàn cười nói, lần trước tôi cứu cậu, cậu lại lấy oán trả ơn, ông lão nhà cậu còn đe dọa tôi. Thật ra thì cậu và Tạ Thiên Bảo cùng đến gây rắc rối cho Từ Ngạo Tuyết, tôi đã có suy nghĩ trói cậu lại đổi lấy tiền, hôm đó tôi cứu cậu chỉ là trùng hợp thôi. Chỉ có điều cậu là người không biết tốt xấu, rõ ràng tôi đã cứu cậu mà cậu hết lần này đến lần khác lại nói lời cay nghiệt với tôi. Nếu như nhà họ Quý các người lúc đó đối đãi với tôi như khách, có quan hệ tốt với tôi thì có lẽ từ lúc đó tôi sẽ không hạ thủ với cậu được. Thật sự phải cảm ơn trên dưới nhà họ Quý các cậu, đều thích nhìn người ta từ góc độ của một nhà tư bản, khi tôi bắt đầu làm những chuyện này cũng không hề có gánh nặng gì trong lòng. Quý Khải nghe vậy thì không khỏi mỉm cười, thủ đoạn của mày rất được, có thể rời khỏi Hương Sơn. Nhưng mà bây giờ mày là phần tử khủng bố. Sau khi cầm số tiền này cũng không có chỗ cho mày tiêu đâu. Mày thực sự cho rằng quan hệ giữa nhà họ Quý bọn tao với nước Nhật chỉ là vật trang trí thôi sao?
Tề Đẳng Nhàn chẳng thèm ngó tới, nói chuyện này không cần cậu lo lắng, đến lúc đó tôi sẽ lại đến nhà họ Quý làm khách. Sắc mặt Quý Khải cứng đờ, anh ta cắn răng nói, được rồi, mày cứ tới đi. Anh ta không tin sau khi gây chuyện ở Hương Sơn như vậy còn dám trở về. Hơn nữa lần này Hương Sơn xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn muốn thay đổi thân phận ẩn nấp cũng không dễ dàng. Cậu có muốn đánh cược một ván không? Đến lúc đó, tôi sẽ quang minh chính đại đến nhà họ Quý cậu bằng thân phận thật. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói. Được, mày muốn cược cái gì? Quý Khải híp mắt nói. Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ một chút nói, không nhiều lắm, cược một mục tiêu nhỏ là được rồi. Dù sao Khải thiếu cậu cũng là kẻ có tiền, có sản nghiệp của chính mình. Quý Khải nghe xong khẽ giật mình, sau đó lại cười lạnh, được, vậy tao đánh cược với mày. Có điều mày cũng không cần nói muốn đánh cược cái gì, trực tiếp cược cái mạng của mày là được. Nếu mày dám đến thì tao dám nhận. Tề Đẳng Nhàn hung hăng gật đầu, nói rằng, một lời đã định. Có thể để bên ngoài được không? Tôi cũng tham gia, thuyền trưởng xuất hiện, giơ tay lên và vui vẻ hỏi. Vạch tội cậu lơ là, cút đi, ba ngày lấy của ông đây 3 triệu đô la Mỹ mà cậu lại dùng champagne giả để lừa gạt tôi. Tề Đẳng Nhàn cho thuyền trưởng hố hàng một cú đá. Quý Khải căm hận, lúc nào tao có thể rời đi? Tề Đẳng Nhàn nói, rất nhanh thôi, lát nữa sẽ có người đến nói cho tôi biết tiền nhà cậu có đủ hay không, sau đó người này sẽ hộ tống cậu rời đi. Quả nhiên đúng như Tề Đẳng Nhàn nói, không lâu sau có người đến là Trần Liệt của Nam Dương Trần Thị. Tề tiên sinh, 2 tỷ đô la Mỹ đã được chuyển vào ngân hàng của Trần Thị, anh có thể lấy nó bất cứ lúc nào. Trần Liệt vừa đến đã nói thẳng vào vấn đề. Tốt quá, ông cụ Quý vẫn là người coi trọng chữ tín. Khải thiếu, cậu có thể rời đi, đều do Trần thiếu thu xếp cho cậu trở lại Hương Sơn. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười phất tay, thả Quý Khải rời đi. Sắc mặt Quý Khải âm trầm nhìn Trần Liệt, trong lòng đang suy nghĩ điều gì đó. Trần Liệt nói, tốt nhất anh đừng nghĩ như vậy, đối với Trần gia chúng tôi cũng vô dụng, hơn nữa mạng sống của anh vẫn đang nằm trong tay tôi. Quý Khải vốn cho rằng Tề Đẳng Nhàn đã là phần tử khủng bố, bây giờ vẫn có liên quan đến Nam Dương Trần Thị, anh ta muốn vạch trần tin tức này ra, hơn nữa tiền của nhà họ Quý đã đưa vào ngân hàng của Trần gia cho nên có rất nhiều chỗ có thể động thủ. Trần Liệt thu xếp người đưa Quý Khải rời khỏi bến cảng. Thuyền trưởng hưng phấn đi lên, giơ một ngón tay nói, 10%. Tề Đẳng Nhàn nói, để người của các cậu chuyển 200 triệu đô la Mỹ ra cho cậu ta. Nhớ rửa tiền sạch sẽ. Thuyền trưởng nói, tiền bẩn cũng không sao, tôi không sợ. Nếu không rửa thì có thể cho tôi thêm một chút được không? Tề Đẳng Nhàn và Trần Liệt không để ý tới tên này. Chẳng bao lâu thuyền trưởng đã nhận được tiền thuê 200 triệu, còn kiếm được 3 ngày phí trên thuyền của Tề Đẳng Nhàn với 3 triệu đô la Mỹ. Làm việc với nhị đương gia thật sự rất thú vị, 3 ngày đã làm xong việc trong 15 ngày. Thuyền trưởng không khỏi thở dài, nhị đương gia, đừng nói cậu là phần tử khủng bố quốc tế, ngay cả khi họ nói cậu là thủ lĩnh của một tổ chức khủng bố thì tôi vẫn sẽ làm việc với cậu. Tề Đẳng Nhàn không biết nên cười hay nên khóc, hắn xua tay nói, tranh thủ cầm tiền rồi cút ngay, đừng ở đây rông dài nữa. Trần Liệt nói với Tề Đẳng Nhàn, ngân hàng Trần Thị của chúng tôi cũng đã mạo hiểm giúp anh nhận tiền từ nhà họ Quý, có nên thêm không? Tề Đẳng Nhàn ngẩn người nói. Giữa bạn bè còn nói những chuyện này sao? Trần Liệt đen mặt nói, đúng vậy, giữa bạn bè, biết hòa liên thắng là trang sức Trần Thị chúng tôi nâng đỡ mà còn quan tâm đến việc yêu cầu người ta những 600 triệu. Những nhân vật trọng yếu của tổ chức Long Môn xuất hiện ở Hương Sơn, đây chính là một tín hiệu vô cùng trọng yếu. Chỉ có điều, tin tức này không bị tiết lộ ra ngoài. Dù sao thì bọn họ đều là chạy từ Hương Sơn đến Long Môn xem thay vua đổi chúa. Nếu tin tức này bị tiết lộ sớm, khó tránh khỏi hội sẽ phải cảnh giác Trần Bá Hạ đến. Họ đều đang ẩn náu trong một biệt thự ở Hương Sơn thuộc sở hữu của một ông trùm giàu có ngồi ghế sau nên không lo tung tích bị lộ. Điều khiến Tề Đẳng Nhàn ngạc nhiên là khu biệt thự này cũng chính là khu vực nơi Tôn Phu Nhân hiện đang sống. Tình cờ hôm nay bà ta có cớ giao lưu với mọi người ở Long Môn nên không cần về nhà. Tề Đẳng Nhàn vừa bước vào sân. Liền cảm nhận được một bầu không khí vô cùng trang nghiêm lạnh lẽo, nhìn thấy các cao thủ tinh anh của Long Môn đang đứng trong sân,
xếp thành hai hàng, để lại một con đường ở giữa. Người từng trải ân oán giang hồ, anh là muốn thị uy với ta hay thết đãi ta chút trà khai vị? Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi mỉm cười, nhưng hắn cũng không có coi trọng. Trong các giang hồ xưa có rất nhiều quy tắc, đối với những người có tiếng tăm như Tề Đẳng Nhàn, thông thường khi đến gặp những giang hồ này, họ sẽ sắp xếp một số thách thức để khiến mọi chuyện trở nên khó khăn với họ. Điều này không phải là thô lỗ mà là để cho vị khách biết rằng họ không nên ỷ vào danh tiếng của mình mà không biết quy tắc lễ nghĩa, tôn ti trật tự, có thể thích làm gì thì làm. Điều này thể hiện sức mạnh thực lực của bản thân, đồng thời cũng đưa ra cho đối phương một lời cảnh cáo vừa phải. Tề Đẳng Nhàn vừa vào cửa, hơn 20 ánh mắt đồng loạt rơi xuống trên người hắn, huyệt thái dương những người này cũng hơi nhô ra, ánh mắt có thần khí, võ công hiển nhiên là tu luyện đến cảnh giới luyện khí hóa thần. Võ công có thể chia nhỏ ra thành nhiều cảnh giới, minh tấn, ám tấn, hóa kính, đan kính, cuối cùng là kiến thần bất bại. Cái gọi là luyện khí và chuyển hóa thành linh, đúng như tên gọi, là khả năng phong ấn tinh hoa trong cơ thể và củng cố tinh thần của chính mình. Cung phu có thể được luyện tập theo cách này về cơ bản liên quan đến năng lượng tối và các kỹ năng chuyển hóa năng lượng. Nếu bạn là một chuyên gia bình thường, nếu bạn bị nhiều ánh mắt sắc bén tấn công cùng một lúc, tim bạn sẽ đập nhanh hơn, máu trong cơ thể sẽ sôi lên và cả người bạn sẽ trở nên căng thẳng. Nhưng Tề Đẳng Nhàn tựa hồ không biết, giống như một người mù, thong thả đi về phía trước. Hắn vừa bước vào đường giữa đám đông, chỉ tiến về phía trước 5 bước, đám đông đột nhiên áp sát lại. Một người nhảy ra khỏi đám đông và dùng hai tay vỗ vào ngực mình. Không thể, Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, tay trái đặt trước ngực chặn hai lòng bàn tay lại. Sau đó di chuyển khuỷu tay đẩy về phía sau, rầm một tiếng, người đó trực tiếp ngã xuống, bay ra ngoài. Sau khi đẩy người này ra, Tề Đẳng Nhàn tiếp tục đi về phía trước mà không dừng lại, đám đông cũng đi theo hắn. Hắn mới đi được 3 bước thì có người từ phía sau lao ra, hai tay như lưỡi liềm lao tới cắt cổ chân hắn. Nhưng Tề Đẳng Nhàn thậm chí còn không biết cách di chuyển đầu, hắn ta giơ chân phải lên và thực hiện một động tác gọi là người đẹp cởi giày. Mà không di chuyển phần thân trên. Lòng bàn chân của hắn áp vào khuỷu tay của người đàn ông, lực rất khủng bố có chút dọa người. Cơ thể người đàn ông đột nhiên run lên, gần như mất thăng bằng, tay còn lại bướng bỉnh kéo anh ta lại, nhưng Tề Đẳng Nhàn lại không muốn nói chuyện với anh ta, tiếp theo là một động tác móng ngựa, đáp xuống ngực người đàn ông một tiếng, hắn bị đá bay ra 7-8 mét, ngã xuống sân không thể cử động. Tề Đẳng Nhàn lần này dùng vũ lực chứ không phải dùng sức, nếu không nội tạng của hắn sẽ bị một cước đánh nát. Hai người bị loại cùng một lúc, khiến giới tinh hoa long môn xung quanh trở nên cảnh giác. Hắn bước thêm 3 bước nữa, và lần này, hai người cùng nhau hành động. Một người dùng móng vuốt đại bàng tóm lấy đầu của Đẳng Nhàn, còn tay kia dùng nhịp tim đánh vào ngực Tề Đẳng Nhàn. Một người khác tấn công từ phía sau Tề Đẳng Nhàn. Đánh vào lưng của Tề Đẳng Nhàn bằng chiêu hoại hải. Chúng mày cút đi. Tề Đẳng Nhàn cau mày, cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Quy tắc của thế giới chắc chắn là quy tắc của thế giới, nhưng nếu đi quá xa thì không tốt. Chỉ là một hai người muốn thử hắn mà thôi, lần lượt đến đây là có ý gì? Bọn họ muốn hại hắn ở đây sao? Hôm nay các trưởng lão trong biệt thự nghĩ rằng hắn có ác ý sao? Khi nói... Thân hình của Tề Đẳng Nhàn lắc lư như một con rắn, đồng thời, hắn dồn trọng tâm cơ thể xuống thân dưới, tư thế giống như một con rùa già. Lúc này, tư thế của hắn giống cả rắn lẫn rùa. Kết quả là thận thủy dâng trào, thận khí cuồn cuộn, kết hợp với máu trong tim, đột nhiên bùng nổ, bộc phát ra một nắm đấm có phần thần bí. Hoa sen trong biển lửa. Tề Đẳng Nhàn gầm thét, cơ thể run rẩy và đôi tay bắt đầu nhảy múa. Ngoại cương đáng sợ lúc này đã bị lấp đầy bởi cánh tay và nắm đấm của hắn ta, đột nhiên phát nổ, cơn gió mạnh do nắm đấm của anh ta tạo ra thậm chí có thể thổi bay một người đàn ông trưởng thành xuống đất. Âm thanh như tiếng súng thần công vang lên trong đan điền của hắn, năng lượng lan tỏa ra 4 phía, nhóm cao thủ vây quanh hắn cảm thấy như bị mù và điếc trong giây lát. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một đấm vào ngực, một số kỹ năng yếu hơn một chút, nhưng lại trượt cú đấm. Bị quyền khí thổi bay, trong phút chốc, tất cả cao thủ trong sân đều ngã xuống dưới chân. Tư thế của Tề Đẳng Nhàn đột nhiên khom người xuống,
lồng ngực hắn sộc lên một ngụm máu lẫn khí, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng hoa sen trong biển lửa trong thực chiến, hiệu quả rất nổi bật và trông rất tốt. Kết hợp với hình dạng rùa và rắn, đồng thời sử dụng bí quyết luyện kim của đạo giáo, nó có thể kích hoạt tinh hoa bẩm sinh trong thận, khiến năng lượng cơ thể bùng nổ mạnh hơn bình thường gấp mấy lần. Có hai tinh anh long môn có lẽ chưa từng luyện tập đại thánh cổ phần, màng nhĩ cũng chưa được cường hóa, vì vậy sau khi ngã xuống đất, họ cảm thấy tai mình nóng bừng, không nghe thấy gì nữa, khi đưa tay ra chạm vào họ, có máu chảy ra từ lỗ tai, khi bước ra thì hóa ra màng nhĩ của vừa rồi đã bị tiếng nổ trực tiếp xuyên thủng. Đây là thần sao, nhóm long môn tinh anh này không khỏi kinh ngạc, chỉ bằng một chiêu, gần 20 cao thủ đều sụp đổ. Khái niệm này là gì? Tề Đẳng Nhàn dùng hai tay chậm rãi ấn xuống ngực hắn thở mạnh một hơi, cười nói, sức mạnh uy nghiêm này thực sự là chưa đủ phải không? Chỉ vậy thôi sao? Vừa nói, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, tiếp tục đi vào biệt thự. Vừa định đi vào, một người đàn ông to lớn cao hơn 2 mét đột nhiên nhảy ra, giang hai tay ôm lấy anh. Nhưng Tề Đẳng Nhàn hai mắt trợn to, tức giận hét lớn, cút đi. Một tiếng gầm và sóng âm cuộn tới, khiến người đàn ông lực lưỡng choáng váng mất nửa giây. Hắn ta bước về phía trước, bay lên không trung, duỗi hai chân như rồng, quấn quanh eo người đàn ông khỏe mạnh và kẹp hai tay quanh cổ người đàn ông kia để vặn. Nam tử cường tráng cảm thấy thận của mình sắp bị cơ đùi của Tề Đẳng Nhàn ép ra ngoài, cổ như muốn gãy, lập tức trợn mắt, ngã xuống đất bất tỉnh. Tư thế cưỡi rồng của Thái Tổ Trường Quyền thất tinh thế. Thực sự có thể được sử dụng như thế này. Trong số các thành viên Long Môn ngã xuống trong sân, có những người đã từng luyện Thái Tổ Trường Toàn, nhìn thấy cảnh tượng này, mắt họ gần như muốn nổ tung. Khi võ thuật đạt đến trình độ này, bạn thực sự có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn, bất kỳ phong cách chiến đấu nào đều nằm trong tầm tay bạn và bạn có thể thay đổi nó một cách khéo léo và linh hoạt. Thánh chủ cái gì? Tiền có thể mua thần luôn. Tề Đẳng Nhàn lại móc ra 6 tỷ vàng, dùng làm phí giao tiếp với thánh chủ. Chuyện này khiến hắn có chút đau lòng, dù gì thì cũng mới bỏ vào túi đã phải móc ra rồi, còn chưa kịp ấm nữa. Bây giờ đã khác xưa, hiện tại hắn đang mang nợ nước ngoài, tính tình khác biệt hoàn toàn so với lúc không mang nợ. Lý Vân Uyển ở bên cạnh nhìn thấy mà đau răng, cô ta cảm thấy nướu răng mình lạnh căm. Những người này thật đúng là thủ đoạn ngoan độc, chỉ mới gõ một cái đã bay mất 10 tỷ. Tống tiền Tề Đẳng Nhàn, hừ, rõ ràng là trình độ kiếm tiền của hắn tuy không tệ lắm, nhưng làm sao mà chịu nổi đám người thánh giáo cứ hở tí là đòi hỏi như thế này được. Giám mục phụ tá giáo hoàng khẽ cúi đầu trước Tề Đẳng Nhàn, nói cảm ơn anh đã hào phóng giúp đỡ, cầu cho ánh sáng của thánh chủ mãi mãi chiếu rọi trên người anh. Khóe miệng Tề Đẳng Nhàn giật giật, hào phóng giúp đỡ. Mẹ nó cái này đã không còn gọi là hào phóng nữa rồi, rõ ràng đây là ném tiền qua cửa sổ. Giám mục phụ tá rời khỏi đó rồi nhanh chóng trở về nơi ở của giáo hoàng. Bệ hạ, sau khi giám mục phụ tá tiến vào trong phòng giáo hoàng, lập tức hơi cúi đầu cung kính. Hắn có đưa tiền không? Giáo hoàng mặc áo choàng rộng đang ngồi uống trà, mỉm cười nói. Giám mục phụ tá gật gật đầu đáp, dạ có, hắn không do dự mà trực tiếp đưa thêm 1 tỷ vàng. Những nếp nhăn già nua trên mặt giáo hoàng mang theo một ý cười, ông ta chải nhẹ râu của mình, Tề giáo chủ vẫn rất hào phóng. Giám mục phụ tá sửng sốt, lúc trước giáo hoàng còn gọi Tề Đẳng Nhàn là Tề tiên sinh, mới chớp mắt đã thành Tề giáo chủ. Nhưng mà, bệ hạ, liệu hắn ta có thực sự muốn trở thành tổng giám mục của khu vực phía Nam không? Hắn cũng đâu phải là người trong thánh giáo chúng ta, ngay cả tín đồ cũng không phải. Hơn nữa, rất nhiều hồng y giáo chủ đều tỏ vẻ phản đối chuyện này, nếu thật sự để cho hắn đảm nhiệm vị trí tổng giám mục này, đến lúc đó hắn xảy ra chuyện gì ngài lại phải mất công đứng ra gánh vác. Giám mục phụ tá thở dài, nói với giáo hoàng. Giáo hoàng nhíu mày, cậu đang nói cái gì vậy? Giám mục phụ tá sửng sốt. Giáo hoàng lại nói, Tề giáo chủ đã quyên góp toàn bộ của cải chỉ để ủng hộ chúng ta xây dựng và phát triển thánh giáo, còn không phải là tín đồ thì là gì? Nếu hắn không nghe được tiếng nói của thánh chúa thì làm sao có thể ra tay hào phóng như vậy? Khóe mắt giám mục phụ tá giật giật, lời này cậu ta không thể nào phản bác lại.
Giáo hoàng nói xong câu này thì trầm mặc một lúc lâu, một lát sau mới thở dài nói, ta cũng biết làm như vậy không ổn, nếu lỡ truyền ra ngoài cũng khó nghe. Giám mục phụ tá há miệng nói, bây giờ đổi ý có lẽ vẫn kịp. Nhưng hắn cho thật sự quá nhiều. Giáo hoàng có chút phát điên đứng dậy, hung hăng vỗ vào mặt bàn một cái, lớn tiếng nói. Giám mục phụ tá giật mình. Giáo hoàng cảm thấy mình hơi làm quá, ông ta ho khan hai tiếng, độ thành kính của hắn đối với thánh chủ thật sự là quá cao, quả thực ta không có cách nào từ chối tín đồ trung thành như hắn. Tuy rằng hắn không phải là người trong thánh giáo chúng ta, nhưng có lẽ hắn chính là thánh tử mà thánh chủ phái tới. Hả? Khóe miệng giám mục phụ tá giật kịch liệt, cho nhiều tiền quá nên biến thành thánh tử của thánh chủ phái tới luôn rồi. Giáo hoàng chậm rãi nói, hắn đúng là thánh tử, trên người hắn có linh hồn của tham tôn. Đây là thánh chỉ của thánh chủ ban xuống để cho hắn xuống gây dựng thánh giáo của chúng ta, truyền bá đạo của thánh giáo. Giám mục phụ tá dở khóc dở cười. Tham tôn là một nhân vật đặc biệt nổi danh trong lịch sử thánh giáo, người có uy lực vô cùng lớn, vốn là một vị chiến sĩ mạnh mẽ nhưng sau đó bởi vì tự cao tự đại mà mất đi thánh quyến, trở thành một tù nhân lưu lạc bên ngoài. Cuối cùng vào một ngày tham tôn bỗng tỉnh ngộ ra, vì thế nên thần lực của người đã được thánh chủ trả lại, sau đó người đã bẻ gãy cột đá khổng lồ khi xưa trói buộc mình rồi phá hủy đi toàn bộ tòa cung điện. Để cho hắn đảm nhiệm vị trí tổng giám mục khu vực phía nam thì có gì không ổn? Ai dám có ý kiến? Giáo hoàng lẩm bẩm gì đó? Giám mục phụ tá nói, bệ hạ, vậy ngài cũng phải làm cho các hồng y giáo chủ tin tưởng Tề tiên sinh. Trên người Tề giáo chủ có linh hồn của tham tôn. Giáo hoàng sửng sốt, sau đó ông ta trầm ngâm một lát, sức mạnh của tham tôn lớn vô cùng, ta tin hắn có thể cho chúng ta thấy được phương diện này. Giám mục phụ tá cũng không nói nữa, anh ta chỉ cảm thấy cách làm lần này của giáo hoàng hơi không ổn. Người Hoa Quốc vốn đã không tin vào thánh giáo, mà bây giờ họ lại chuẩn bị cho Tề Đảng Nhàn, một tên Hoa Quốc nhậm chức tổng giám mục khu vực phía nam. Những hồng y giáo chủ kia đều đã là những lão già ngoài 70 hết cả rồi. Một đám người lăn lộn trong thánh giáo bao nhiêu năm mới có thể có được địa vị như vậy. Vậy mà đột nhiên lại xuất hiện một người trẻ tuổi, hơn nữa còn là người của Hoa Quốc, thậm chí còn là phần tử khủng bố, nhảy vọt lên trở thành thủ lĩnh tối cao của thánh giáo khu vực phía nam, đang đùa cái gì vậy? Cậu đi xuống đi, giáo hoàng phất tay, ta muốn nghỉ ngơi. Giám mục phụ tá rời đi. Giáo hoàng thở dài, ông ta đẩy cửa sổ ra, nhìn về phía giáo đường xa xôi, chậm rãi nói, hỡi thánh chúa duy nhất vĩ dại, không phải tín ngưỡng của con không đủ thành kính, mà là tên nhóc này. Cho quá nhiều. Lại còn phải nói gì nữa sao? Chưa gì đã đập ra 4 tỷ vàng khiến đầu lão giáo hoàng này hoa mắt chóng mặt. Sau đó lại đập thêm 1 tỷ nữa. Lần này giáo hoàng bảo hắn tăng tiền, hắn cũng không chút do dự mà đập thêm 1 tỷ nữa. Tính một chút, tiền mà Tề Đảng Nhàn đập vào thánh giáo ước chừng đã lên tới 6 tỷ, mà càng quan trọng hơn là đó là đô la Mỹ. Đô la Mỹ là loại tiền tệ có sức mua mạnh nhất trên thế giới này đấy. Chỉ 6 tỷ đô la Mỹ có lẽ chưa thể khiến cho giáo hoàng bệ hạ lung lay và đưa ra thái độ kiên quyết như vậy, mà điều càng khiến cho ông ta cảm thấy yên tâm hơn đó là việc Tề Đảng Nhàn hứa hẹn sẽ thông qua Trần Gia ở Nam Dương xây dựng nên một giáo đường mang tính biểu tượng, giúp thánh giáo ở Nam Dương truyền đạo rộng rãi hơn. Giáo hoàng chính là thủ lĩnh của thánh giáo, mỗi một tín đồ đều là vây cánh của ông ta. Tuy rằng tín ngưỡng của hắn chưa chắc đã thành kính như vậy nhưng để Tề Đảng Nhàn đảm nhiệm chức tổng giám mục khu vực phía Nam có thể đem đến cho thánh giáo hàng ngàn hàng vạn tín đồ. Giáo hoàng trầm tư một hồi, sau đó bắt đầu cho triệu tập các hồng y giáo chủ. Các hồng y giáo chủ nghe giáo hoàng nói trên người Tề Đảng Nhàn có linh hồn của tham tôn thì ai nấy đều khinh thường, họ cảm thấy điều này không có khả năng, làm sao mà linh hồn của tham tôn lại có thể giáng lên người một người Hoa Quốc được cơ chứ? Ai cũng nghĩ rằng Tề Đảng Nhàn đang mượn lực của thánh giáo để tẩy trắng cho bản thân. Nếu hắn thật sự nhảy cóc thành nhân vật quan trọng của thánh giáo thì làm gì còn quốc gia nào dám liệt hắn vào danh sách phần tử khủng bố nữa? Điều đó khiến các giáo chủ thật muốn phun nước bọt dìm chết tên nhóc này. Hơn nữa thanh danh của tên khủng bố Tề Đảng Nhàn này cũng không phải dạng quá lớn, hắn cũng chưa đến mức cho máy bay đâm vào tòa nhà nào đó hay lừa con nhà người ta đi đánh bom tự chế,
hay là mấy chuyện tương tự thế? Hắn cũng chỉ đánh chết Jimmy the Rothschild mà thôi, nếu không phải vì gia tộc Rothschild có ảnh hưởng vô cùng lớn, thêm cả Triệu gia ở sau lưng kích bác thì chỉ dựa vào việc này không thể cho hắn là phần tử khủng bố được. Đến lúc đó giáo hoàng sẽ ban quyền trượng, rồi lại ban cho Tề Đảng Nhàn một bộ hồng y, đã như vậy rồi thì còn ai dám coi hắn là phần tử khủng bố nữa. Trang phục được ban dựa vào tước vị của các giáo sĩ, thường là giám mục. Tề Đảng Nhàn, người sắp gia nhập thánh giáo, chắp tay hành lễ chậm rãi nói, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Tuy con ở đây nhưng trái tim con luôn hướng về Hoa Quốc. Lý Vân Uyển dở khóc dở cười, tên khốn này lại bắt đầu đùa giỡn rồi đó, mặt hướng về giáo đường lớn nhất thế giới mà miệng lại dám tụng đạo giáo. Giáo hoàng đã quyết tôi không từ chối được. Cũng may là tâm địa của ông ta không quá đen tối. Tề Đảng Nhàn nhìn vào số dư trong ngân hàng Trần Thị của mình thì thở dài, cảm thấy tốc độ hoàn thành được mục tiêu nhỏ của mình vẫn hơi chậm. Lý Vân Uyển lắc đầu, nói cũng hết cách, ai bảo anh ngông cuồng như vậy, ngay cả người của gia tộc Rothschild cũng dám động vào. Tề Đảng Nhàn tức giận đáp, đó là bố tôi ra tay, không phải tôi. Ông ấy đấm bay một cái đầu, tôi đến trả tiền, những 6 tỷ đô la Mỹ. Ông trời của tôi ơi! 6 tỷ đô la Mỹ này, có thể đi bao nhiêu lần? Chà, từng ấy có thể đi Ý nhập pháo được bao nhiêu lần rồi? Hắn vốn định nói có thể ghé qua các câu lạc bộ nước ngoài thỏa thích, nhưng lời nói đến bên miệng đã đột ngột được sửa lại, tuy có hơi không tự nhiên. Mà khi hắn nói những lời nói này cũng khá phù hợp với tính cách của hắn, chỉ khiến cho Lý Vân Uyển cảm thấy có chút kỳ lạ. Hóa ra là chú Tề ra tay. Em mới chỉ nghe qua con gạt bố, không nghĩ tới còn có bố gạt con. Lý Vân Uyển nghe thì không khỏi nở nụ cười, nhưng khi cười xong vẫn cảm thấy đau lòng. Tiêu nhiều tiền như vậy vẫn không có cách, mà tội danh khủng bố đó Tề Đảng Nhàn cũng không thể cõng được. Nếu hắn không có vướng bận giống như Hồng Thiên Đô, cho dù ngang ngược cũng chẳng có vấn đề gì, vì với tài nghệ kia, chẳng ai có thể bắt được hắn. Nhưng hắn lại có dính dáng đến nhiều người như vậy. Không thể nào dắt theo một đống người như vậy để trốn được. Tề Đảng Nhàn nói, ông ấy ở tiệc nhà người ta động tay chém giết lung tung, thoải mái ra tay, xong việc lại vứt nồi cho tôi cõng. Ông già có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng quá. Lý Vân Uyển nói, cha nợ con trả, hết cách. Phải nhanh chóng lấy tiền, tuy rằng ngỗng đầu to và lão nho đều không dùng ngay nhưng dù gì đó cũng là khoản tín dụng. Tề Đảng Nhàn đau đầu nói hơn nữa, tôi vào thánh giáo này. Chỉ sợ chức vụ kia không dễ làm. Đến lúc đó, người ta nói tôi làm bại hoại thanh danh thánh giáo thì sao? Lý Vân Uyển nhìn hắn chật vật không biết phải làm thế nào, nhanh chóng đưa tay ôm lấy hắn an ủi, không sao đâu, mọi người cùng nhau cố gắng kiếm tiền là có thể trả lại mà. Nếu không được thì anh thử hỏi chỗ Hướng tổng, dù sao tài sản bây giờ của cô ấy phần lớn là một tay anh kiếm được. Tề Đảng Nhàn nhéo cằm mình, lẩm bẩm nói, có nên bắt cóc Phương Kiếm Thành không? Có khi được giá hơn Quý Khải. Lý Vân Uyển trợn mắt há mồm. Tề Đảng Nhàn nhanh chóng lắc đầu, không được, sắp cử hành lễ rồi, không có nhiều thời gian như vậy. Trong lúc nói chuyện, tay hắn vô thức đặt ở nơi mình quen thuộc nhất. À cái này không có chữ cái, cũng rất đẹp, phối màu hồng đen làm cho người ta có cảm giác rất quyến rũ. Lễ lần này, giáo hoàng muốn đề bạt một người ngoài làm tổng giám mục khu vực phía Nam. Phỏng chừng sẽ khiến rất nhiều người bất mãn. Anh cũng đừng quá lơ là, vẫn phải chút đề phòng. Lý Vân Uyển nói. Đã ném ra tận 6 tỷ đô rồi, thánh chủ hạ phàm còn muốn nở nụ cười nữa là. Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này ông ta còn không thể sắp xếp được, nhất định phải bắt hắn nhả tiền ra mới được. Tề Đảng Nhàn bất bình nói. Lý Vân Uyển nói, anh bớt nói mấy câu tục tĩu lại, nếu bị những tín đồ kia nghe được. Cho dù có giáo hoàng chống đỡ đằng sau, anh cũng không lên đài được. Tề Đảng Nhàn nói, thì đương nhiên rồi. Tề Đảng Nhàn cảm thấy các đường nét trên chiếc siêu xe phối màu đỏ đen này rất mượt mà và hoàn hảo, đường cong thân xe vô cùng hoàn mỹ, nếu tăng chút thì quá béo, giảm một chút thì hơi gầy. Lý Vân Uyển đang nói chuyện phiếm với Tề Đảng, sắc mặt dần dần đỏ lên, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập, sự quyến rũ trong mắt hóa thành nước thu. Dường như có thể tràn ra ngoài bất kỳ lúc nào. Dù sao đây cũng là người phụ nữ chân chính làm cho EQ của Tề Đảng Nhàn đạt được độ trưởng thành nhất định,
hắn cũng nhớ kỹ Lý Vân Uyển đã từng nói qua, vào thời điểm này tốt nhất là không nên nói nhiều lời làm gì, im lặng hơn nói. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy bộ đồ này của Lý Vân Uyển rất đẹp, hơn nữa còn vô cùng tiện lợi, nhưng là một LSP kỳ cựu. Ha, rõ ràng là đệ nhất thâm tình của Trung Hải, thế mà hắn vẫn cảm giác được sự không hoàn hảo. Kiểu dáng quá gối, nói cho cùng vẫn là không thể tạo ra phong cách truyền thống mà ngược lại còn mang loại cảm giác muốn phá hoại. Lúc này, khi ở trước mặt cao thủ thấy thần không đổi sắc, sự yêu nghiệt của Lý Vân Uyển chung quy cũng không gây ra sóng gió gì. Hơn nữa, những cuộc tụ tập gần đây của Tề Đẳng Nhàn cũng không phải vô ích, tuy rằng chỉ là nhéo chân, xoa vai, dù sao nhân viên cũng đều có kinh nghiệm phong phú, cho dù có là heo nái giả mặc áo ngực, cũng hết bộ này đến bộ kia. Tề Đẳng Nhàn đã học đầy đủ lý thuyết, lúc này đang tiến hành thực hành, nghĩ lại thì, nói có thể khiến con gái nhà người ta nhão thành một vũng nước cũng không phải chém gió. Đối mặt với Lý Vân Uyển không còn có thể kiêu ngạo được nữa. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy đã báo được thù lớn. Anh Tề, em nhận thua, sau này không dám kiêu ngạo nữa. Cuối cùng, Lý Vân Uyển đành phải giơ cờ trắng tuyên bố đầu hàng. Em thật tốt, Tề Đẳng Nhàn vuốt nhẹ mái tóc mềm của Lý Vân Uyển, ôn nhu nói. Lý Vân Uyển hỏi, hả, sao tự nhiên lại nói những lời này? Tề Đẳng Nhàn liền đáp, khiến em phải vất vả đến Mỹ Quốc làm việc, lâu như vậy mới có thể gặp một lần. Cảm thấy nợ em rất nhiều. Lý Vân Uyển mỉm cười đáp lại, không có gì, đây là thành công chung của chúng ta. Em cần nền tảng để có thể phát triển, hơn nữa chuyện này cũng có thể giúp cho anh, đều vừa đẹp, em rất hạnh phúc, không tủi thân chút nào. Nhân tiện sau khi anh qua được lần này, kế hoạch tiếp theo sẽ là gì? Có muốn tận dụng để trở lại đế đô không? Em thấy vừa hay, có danh của Tổng Giám Mục, làm gì có ai dám động đến anh? Tề Đẳng Nhàn lại lắc đầu, tín ngưỡng ở Hoa Quốc rất nhiều, hơn nữa thánh giáo ở Hoa Quốc cũng chưa đủ lớn mạnh, mọi chuyện không hề đơn giản như Lý Vân Uyển nghĩ. Vẫn chưa tới lúc nói chuyện này, để hôm sau đi. Tề Đẳng Nhàn nói. Lý Vân Uyển nhíu mày. Tề Đẳng Nhàn hỏi, sao thế? Em vừa mới phát hiện được cái này rất thú vị, Lý Vân Uyển đăm chiêu nói. Hả? Lúc anh nói chuyện với đàn ông đều là để hôm nào nói sau. Còn khi nói chuyện với phụ nữ, hầu như đều là để hôm sau nói. Lý Vân Uyển cười như không cười hỏi, đồ khốn, anh giấu giếm giỏi nhỉ. Nói nhảm gì đấy, Tề Đẳng Nhàn khinh thường nói. Hừ, Lý Vân Uyển bất mãn hừ lạnh. Ngày hôm sau, Lý Vân Uyển ăn mặc khá trang trọng, tuy chỉ là một thân tây trang màu đen nhưng sức hút và khí chất độc đáo của cô ta vẫn không hề giảm đi. Hơn nữa, cả khuôn mặt đều hồng hào, đôi mắt vốn đã hấp dẫn người khác lại càng thêm thu hút. Ở nước thiên chủ không tranh giành với thế gian này, Tề Đẳng Nhàn có thể dùng chính con người thật của hắn để cư xử. Hơn nữa còn có giáo hoàng bệ hạ che cho, làm gì có ai dám cả gan động vào hắn. Đi thôi, đến nhà thờ. Lý Vân Uyển ăn mặc chỉnh tề, đội mũ tiểu thư, mặc theo phong cách phương Tây. Hôm nay giáo hoàng mời 9 hồng y giáo chủ đến đây để cùng nhau thảo luận về chuyện Tề Đẳng Nhàn gia nhập thánh giáo, cũng để hắn đăng quang vị trí tổng giám mục khu vực phía Nam. Tề Đẳng Nhàn thấy giáo hoàng thật đáng tin cậy, vậy mà lại có thể sắp xếp được cho mình. Sau khi bước vào trong nhà thờ trang trọng này, Lý Vân Uyển không khỏi nhìn trái nhìn phải, vô cùng tò mò, nhưng khi nhìn thấy thái độ của Tề Đẳng Nhàn thì lại càng kinh ngạc hơn. Chỉ thấy trên mặt gã này bỗng xuất hiện vẻ mặt trang nghiêm hiếm thấy. Anh giả bộ giống lắm đấy, Lý Vân Uyển nói. Tề Đẳng Nhàn nghe được lời này của Lý Vân Uyển thì sửng sốt, sau đó lắc đầu nói, tôi không giả vờ, đây là tôn trọng. Lý Vân Uyển nói, phải không vậy? Ở đâu có thể cảm nhận được sức nặng của lịch sử, còn có không khí trang nghiêm của tín ngưỡng, ở trong hoàn cảnh như vậy, trong lòng ai kính sợ đều sẽ sinh ra lòng tôn trọng. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói. Thánh đường của Thánh giáo ở nước Thiên Chúa vô cùng lớn. Hơn nữa còn có lịch sử tôn giáo và nền văn hóa lâu đời. Sau khi võ công của Tề Đẳng Nhàn thông thần, loại cảm giác này sẽ ngày càng rõ ràng, hắn nói như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu không trông thấy sự vĩ đại của Chúa, làm sao có thể nhận ra bản thân nhỏ bé nhường nào? Làm sao có thể biết được thực sự mình thế nào? Giám mục phụ tá xuất hiện dẫn hai người đi về trước,
một đường thẳng đi đến hậu viện của giáo hoàng, Tề Đẳng Nhàn vừa nhìn thấy giáo hoàng, còn nhìn thấy cả một đám người nắm quyền trong thánh giáo, đa số đều mặc hồng y. Ồ, xem ai đến kìa, vị thánh tử được chọn bởi thánh chúa của chúng ta, người truyền giáo tôn vinh của ngài, một tín đồ sùng đạo. Lão giáo hoàng ngồi uống trà với bộ đồ trắng nổi bật giữa đám người mặc hồng y, thấy Tề Đẳng Nhàn tới thì nhanh chóng đứng dậy tiếp đón. Giáo hoàng bệ hạ, Tề Đẳng Nhàn đi tới trước mặt giáo hoàng, hơi cúi đầu, thực hành lễ nghi. Lý Vân Uyển cũng làm theo. Các hồng y giáo chủ đều nhìn qua, trong đó có không ít người nhìn họ bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, sắc mặt cũng khó coi. Khu vực phía nam là nơi tín ngưỡng thánh giáo yếu nhất, cũng là nơi có tiềm lực lớn nhất. Tề Đẳng Nhàn chỉ là một tên không biết từ đâu xuất hiện lại đột nhiên muốn được giáo hoàng bổ nhiệm làm tổng giám mục khu vực phía nam, điều này khiến cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy vô cùng khó chịu. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì lại để cho một người Hoa Quốc đảm nhiệm chức vị tổng giám mục? Trong lịch sử của thánh giáo, điều này chưa bao giờ xảy ra. Hơn nữa, trước đó tên người Hoa Quốc này cũng chẳng phải là tín đồ gì, không những vậy mà hắn còn mang theo tội danh khủng bố nữa. Hắn chính là Tề Đẳng Nhàn, người Hoa Quốc sẽ được ngài bổ nhiệm làm tổng giám mục khu vực phía nam. Một hồng y giáo chủ nghiêm mặt đi tới, lạnh lùng nói. Giáo hoàng nói với Tề Đẳng Nhàn, đây là một trong những hồng y giáo chủ của thánh giáo chúng ta, Christian. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười với Christian, xin chào ngài Christian giáo chủ. Christia chỉ cười nhạt rồi hừ lạnh một tiếng, vị Tề Đẳng Nhàn này, chỉ sợ ngay cả thánh điển của chúng ta cũng chưa xem xong đúng chứ. Giáo hoàng bệ hạ, ngài để cho một người ngoài đảm nhiệm chức tổng giám mục khu vực nam như vậy, ngài định khiến cả thánh giáo chúng ta trở thành trò cười sao? Một vài hồng y giáo chủ bên cạnh đứng xem, chỉ cần một mình Christian nhảy ra là đủ rồi. Tâm trạng khó chịu của mọi người, giáo hoàng đều biết hết. Christian, Tề giáo chủ cũng không phải người bình thường, hắn chính là thánh tử được thánh chủ chọn, là nhân vật quan trọng truyền bá phúc âm của thánh chủ, hơn nữa trên người hắn còn mang theo linh hồn tham tôn. Giáo hoàng vô cùng nghiêm túc mà nói. Christian đáp. Linh hồn của tham tôn làm sao có thể giáng lên trên người của một tên Hoa Quốc? Với cả khí lực của tham tôn mạnh mẽ vô cùng, hắn chịu nổi sao? Christian nói xong lời này thì nhìn đánh giá Tề Đẳng Nhàn một vòng từ trên xuống dưới, sau đó trưng ra vẻ mặt khinh thường thấy rõ. Rõ ràng ngay cả giáo hoàng cũng không công nhận nổi lý do Tề Đẳng Nhàn truyền bá phúc âm của thánh chủ. Một đám hồng y giáo chủ đứng cạnh cũng bật cười, thay nhau lắc đầu. Robin, ngài nghĩ sao? Christian quay đầu, nhìn về phía người đàn ông đang ở rìa hậu viện. Người đàn ông này có thân hình cao lớn, cũng mặc trang phục của giáo sĩ, tuy thế nhưng bộ đồ ông ta mặc vẫn có khác biệt rất lớn so với các vị hồng y giáo chủ ở đây, hơn nữa tấm vải trước ngực còn được khảm một sợi xích sắt nhỏ tựa như áo giáp. Robin là thủ lĩnh của nhóm kỵ sĩ đoàn thánh giáo, là người có sự thành kính tuyệt đối với thánh giáo. Ông ta nghe thấy Christian hỏi mình thì lắc đầu, mở miệng nói, tôi cảm thấy trên người tên Hoa Quốc này không có chút thành kính nào, hắn cũng không phải là người được chọn. Tôi còn nghĩ mục đích gia nhập thánh giáo của hắn chính là để có thể thoát khỏi tội danh khủng bố. Lời nói của Robin khiến hàng loạt hồng y giáo chủ vô cùng đồng tình, cả đám người gật đầu lia lịa. Bọn họ không muốn đột nhiên xuất hiện một tên cưỡi lên đầu lên của mình, thậm chí hắn còn trẻ như vậy. Mà lại còn là người của Hoa Quốc. Thực tế là giáo hoàng cũng đã nghiêm túc suy nghĩ qua chuyện này, nhưng mà số tiền mà Tề Đẳng Nhàn đưa ra thực sự quá lớn, ông ta làm sao có thể từ chối được. Giáo hoàng bệ hạ, không phải là tôi đang cố ý nhằm vào quyết định của ngài, tôi chỉ suy xét một cách khách quan mà thôi. Robin hơi cúi đầu trước giáo hoàng, thấp giọng nói. Giáo hoàng thản nhiên cười nói, tôi nói ngài ấy được thánh chúa phái đến để truyền bá phúc âm nhưng các người lại không tin. Cũng tốt, để ngài ấy thể hiện rồi xem mấy người còn gì để nói nữa. Christian nở một nụ cười mỉa mai, nếu hắn thật sự có thể chịu ra linh hồn của tham tôn, vậy Christian tôi tuyệt đối không nói bất cứ lời nào về chuyện này nữa. Nhưng nếu như hắn không làm được, tôi sẽ không bao giờ đồng ý để hắn tham gia vào nòng cốt của thánh giáo chúng ta. Các hồng y giáo chủ còn lại cũng đồng ý. Trong lòng Lý Vân Uyển không khỏi thầm lo lắng,
quả nhiên toàn bộ thánh giáo sẽ không chỉ nghe theo lệnh của giáo hoàng mà những hồng y giáo chủ này cũng có quyền lực không nhỏ, nếu như tất cả đều phải đối thì cho dù giáo hoàng có làm gì đi nữa, chuyện của Tề Đẳng Nhàn cũng hết cách. Nếu Tề Đẳng Nhàn muốn gia nhập thánh giáo, muốn trở thành tổng giám mục khu vực phía Nam, không những phải dùng rất nhiều tiền để thỏa mãn giáo hoàng mà còn phải khiến cho những hồng y giáo chủ này chịu gật đầu đồng ý thì mới được. Tôi có thể chứng minh thế nào? Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh hỏi. Rất đơn giản, để cho thủ lĩnh của kỵ sĩ đoàn tôi đến thăm dò là được rồi. Nếu như cậu thật sự mang linh hồn của Tham Tôn, muốn cản cú đấm của tôi cần phải nói sao? Robin lạnh lùng nói. Nhưng báo trước là cú đấm của tôi rất mạnh đấy. Là Thánh Chúa đã ban thiên phú ấy để tôi có thể bảo vệ Thánh giáo an toàn. Nếu như cậu không chắc thì tốt nhất nên biết khó mà lui, nếu không đến lúc ra tay chỉ sợ một đấm chết cậu. Robin vừa nói chuyện vừa đi về phía trước. Lý Vân Uyển nhìn thân hình thủ lĩnh đoàn kỵ sĩ này, chỉ cảm thấy người này có vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, thậm chí còn khiến người ta sinh ra một loại cảm giác có chút thần thánh. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, giống như trên người ông ta thực sự hơn người, mang theo hơi thở của thời thượng cổ. Giáo hoàng cũng nói, cũng phải, ý chỉ của thánh chủ thì phải giao cho kỵ sĩ thành kính nhất đến kiểm tra. Tề giáo chủ, nếu ngài muốn các vị hồng y giáo chủ ở đây tin tưởng ngài thì hãy vượt qua ải của Robin trước đi. Tề Đẳng Nhàn đáp, được rồi, thủ lĩnh Robin, vậy chúng ta thử xem. Vừa nói hắn vừa tiến lên phía trước một bước, ngay cả hắn cũng có thể cảm nhận được, thần khí của Robin không giống với người bình thường. Nhưng hắn có thể khẳng định rằng Robin vẫn chưa đạt tới cảnh giới đánh vỡ hư không. Sự mạnh mẽ này của Robin không đến từ sự chăm chỉ luyện võ mà phần lớn đều đến từ niềm tin và sự sùng đạo. Tề Đẳng Nhàn theo Robin đi đến bãi đất trống. Robin nhìn vào Tề Đẳng Nhàn, chậm rãi nói, nếu trên người cậu thật sự mang theo linh hồn của Tham Tôn thì việc nhận nắm đấm này cũng chỉ là chuyện đơn giản. Thân là kỵ sĩ thành kính nhất thánh giáo. Tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ tín ngưỡng của thánh giáo. Chúng ta không thể để cho một người ngay cả những điều cơ bản cũng không biết đảm nhận những chức vụ quan trọng như vậy ở trong thánh giáo. Tề Đẳng Nhàn cười cười đáp, lòng thành kính của tôi đối với thánh chủ là tuyệt đối không ai có thể sánh bằng, dù gì thì cũng chưa từng có bất kỳ ai có thể khiến tôi trả giá đắt như vậy. Giáo hoàng nghe nói hắn vậy, sắc mặt có chút kỳ quái. Thẳng tay móc ra 6 tỷ đô la. Quả thực Tề Đẳng Nhàn chính là tín đồ thành kính nhất trong lịch sử thánh giáo. Không ai có thể giống như hắn, chỉ trong thời gian ngắn mà đưa ra được số tiền lớn như vậy. Robin không đáp lại, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc, ông ta chậm rãi thở ra, sau một lát, cả người đã tỏa ra loại khí chất vô cùng thần thánh. Tề Đẳng Nhàn híp mắt lại, hai chân tách ra một trước một sau, đặt trọng tâm ở giữa, tinh thần cũng trở nên cảnh giác. Robin bỗng nhiên bước lên trước một bước, sau đó vung ra một quyền, ầm một tiếng, quyền này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh, khí lực mang theo cũng lớn, vì thế mà phát ra âm thanh như tiếng nổ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 65.